Tu chân Liêu Thiên quần, Tống thư hàng, chuyện cân vớt. Chương 1381, chơi cái trò chơi đi. Tống thư hàng một mặt mộng bức. Người gặp gỡ vị kia, cái gì cũng có thể bán rồi a? À. Bạch Tiền Bối nói. Bạch Tiền Bối phân thân, vượt qua thông đạo đi ra. Chẳng qua, ở đây chỉ có Tống thư hàng có thể thấy rõ hình dạng của hắn, thất tu, lục tu, tứ tu chỉ có thể nhìn đến một đoàn màu đen hư ảnh mà những cái kia tam thập tam thú thần tông luyện khí đại sư tại bạch tiền bối vừa xuất hiện lúc cũng cảm giác sự khó thở một người tiếp một người ngã xuống đất ngất đi cửu u chúa thể hiện thân dù là chỉ là một cái phân thân cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể thừa nhận tống thư hàng nhẹ gật đầu nhìn dáng vẻ của ngươi mới từ thiên đạo phòng tối bên trong đi ra nói cách khác tên kia chạy đến thiên đạo phòng tối rồi hả thật là một cái cơ chí ra hỏa bạch tiền bối nói thiên đạo phòng tối đối với bạch tiền bối mà nói là tuyệt đối cấm địa hắn dám đi tiếp xúc lời nói tuyệt đối sẽ bị thiên đạo bắt lấy tầng tầng chấn áp hoặc là bị cùng một chỗ nhốt vào phòng tối bên trong tính vậy trước tiên tha hắn một lần ta cũng không tin hắn vĩnh viễn trốn ở thiên đạo phòng tối bên trong bạch tiền bối sờ sờ cầm nói chẳng qua vừa nói xong thời điểm lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện thấp dầu tống thư hàng không phải từ thiên đạo phòng tối bên trong đi ra sao một lát hỏi một chút tống thư hàng như thế nào đi ra chỉ cần nắm giữ đi ra biện pháp về sau hắn cũng có thể đi phòng tối bắt cái gì cũng có thể bán nha nghĩ tới đây bạch tiền bối tâm tình thật tốt tiếp đó hắn nhìn về phía lục tu tiên tử nói người xác định muốn đem ban thưởng dùng tại ngươi đồng bạn trên thân sao lục tu tiên tử chế tạo xong hai bộ bát phẩm tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, về sau, Bạch Tiền Bối nhìn tại tống thư hàng trên mặt mũi, lại tăng thêm thù lao. Hắn có thể cho Lục Tu Tiên Tử hoặc là Tứ Tu Thoát Ly, Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, Trói buộc, Trùng Sinh, một lần nữa tu luyện. Thế nhưng, danh ngạch chỉ có một cái, muốn a Lục Tu Tiên Tử bản thân giải thoát, muốn a Tứ Tu đạt được giải thoát. Đúng vậy, ta xác định, Lục Tu Tiên Tử kiên định nói. Nàng không dám con mắt liếc Tiền Bối cái kia đoàn bóng đen. Bởi vì chỉ cần liếc mắt nhìn, nàng liền sẽ cảm ứng được thế gian lớn nhất ác, đáng sợ nhất tử vong, thống khổ nhất địa ngục các loại tập hợp. Lựa chọn của ngươi rất thú vị, Bạch Tiền Bối dứt lời, trong nháy mắt có mấy loại tài liệu hiển hiện, rơi vào tứ tu trên thân. Tứ tu một mặt nghi hoặc, hắn căn bản còn không biết sự tình tiền căn hậu quả. Giải, Bạch Tiền Bối khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, tứ tu đầu cảm giác mình toàn thân một nhẹ. Năm đó hắn độ 4 tấn 5 thiên kiếp thất bại, nguyên bản thiếu chút nữa tan thành mây khói. Chẳng qua bởi vì nó là cửu tu phượng hoàng đao, chủ nhân, nâng cửu tu phượng hoàng đao phúc, hắn còn sống, đại giới thì là cảnh giới vĩnh viễn cố định tại tứ phẩm, không cách nào tiến thêm. Mà bây giờ, hắn cảm giác mình theo cửu tu phượng hoàng đao xuống giải thoát đi ra, đã nhận được chân chính trùng sinh. Cảnh giới của nó không hề bị trói buộc, hắn có thể tiếp tục tu luyện, tấn chức ngũ phẩm, trùng kích cao hơn cảnh giới. Cái này là lục tu theo như lời, cơ hội, tứ tu lập tức hiểu được. Audio điện tử võ tấn bền Lục tu, người đem cơ hội tự do cho ta, tứ tu nhìn chằm chằm vào lục tu nói. Hắn biết rõ, lục tu cùng thất tu ở giữa cảm xúc. Thất tu vì lục tu, một số gần như táng ra bại sản trù bị tài liệu, muốn trợ lục tu theo cửu tu phượng hoàng đao bên trong giải thoát. Mà bây giờ, lục tu rồi lại đem cơ hội tự do cho hắn tứ tu tiền bối, người ở cửu tu phượng hoàng đao trói buộc xuống đã quá lâu quá lâu. Đã quá đủ rồi, người là lúc tự do. Hơn nữa, ta có thất tu, một ngày nào đó hắn sẽ giúp giúp ta trùng sinh. Lục tu tiên tử ngồi xổm tứ tu bên người, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ bạch ngọc sư tử. Tứ tu, đột nhiên ôn nhu lục tu, hắn trong lúc nhất thời đều không thể thích ứng. Cảm tạ người cho tới nay đối với ta cùng thất tu chiếu cố. Theo chúng ta tiếp nhận, cửu tu phượng hoàng đao, một mực là ngươi ở chỉ điểm lấy chúng ta kỳ thật tại trong lòng của ta liên tục đem ngươi trở thành là ân sư lục tu tiên tử nói khẽ tứ tu lập tức hốc mắt đều cảm động đến ướt át kỳ thật cái này cơ hội tự do ngươi có thể bản thân trước dùng lại lại để cho thất tu dùng tài liệu giải thoát ta có thể không được đây tự tay để cho ta trùng sinh là thất tu phải làm chuyện cần thiết lục tu tiên tử đứng lên đưa tay lướt nhẹ qua qua bản thân tóc dài màu vàng kim hẹn gặp lại tứ tu tiền bối. Đột nhiên nàng nâng lên cặp đùi đẹp, một cước hướng tứ tu đá vào. Tứ tu bị một cước đá trúng, kêu thảm bay rất ra ngoài, một hơi bay ra vài trăm mét xa. Tống thư hàng, hô trong lòng thoải mái hơn, quả nhiên, còn là tứ tu đá lên tới đây vô cùng bổng. Lục tu tiên tử nói, tống thư hàng, run ép, phong cách vẽ thay đổi quá nhanh đi. Thư hàng, nếu như pháp khí đã chế tạo xong, Chúng ta lúc nào có thể rời đi nơi đây?" Lục Tu Tiên tử hỏi. "Tùy thời cũng có thể." Tống Thư Hàng trả lời. "Cái kia, ta cũng là lúc cùng ngươi tạm biệt." Lục Tu Tiên tử nói. Nàng mấy ngày nay tâm đều bị ghim thấu, cho nên nàng muốn tìm cái tốt núi tốt nước địa phương, tu dưỡng một chút. Nhìn xem phong cảnh, du sơn ngoạn thủy, thật tốt khôi phục một chút bản thân cái kia bị ghim thấu tâm. Tống Thư Hàng đem Lục Tu Tiên tử thất tu tứ tu cùng với tam thập tam thú thần tông đại sư, toàn bộ chuyển rời đến hiện thế, mễ lộ lộ lúc trước độ kiếp chi địa. Bạch tiền bối gặp không có người ngoài về sau, vui vẻ hỏi, thư hàng, người mới vừa rồi là không phải từ thiên đạo phòng tối bên trong đi ra. Tống thư hàng nhẹ gật đầu. Làm sao đi ra, đi ra phương pháp là cái gì? Bạch tiền bối hỏi. Tống thư hàng trả lời, là dựa vào lấy ta hiện thế vị kia bạch tiền bối đặc thù, duy nhất một lần phi kiếm phá giới mà ra đã bay nửa giờ sau, cuối cùng từ thiên đạo phòng tối bên trong nhập cư trái phép đi ra. Duy nhất một lần phi kiếm, Bạch Tiền Bối nghi ngờ nói. Nói đúng ra, gọi, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối không không một bản cụ thể là bắt trước, tai nạn cự quy, vượt thời y không dạo bước thiên phú, theo phòng tối bên trong thoát thân. Tống Thư Hàng kỹ càng hồi đáp. Nguyên lý đây, Bạch Tiền Bối hỏi. Không biết nguyên lý, hắn cũng biết không đi ra a à? Tống Thư Hàng cười khổ nói, nguyên lý ta làm sao hiểu a? À? phi kiếm là ta hiện thế vị kia bạch tiền bối chế ra, ta liền duy nhất một lần phi kiếm cũng không có nắm giữ đây, nào biết được nhiều như vậy nguyên lý. Phi kiếm kia đây, cho ta xem một chút, bạch tiền bối lại nói. Tống Thư Hàng nói, bởi vì là duy nhất một lần phi kiếm, sử dụng hết liền không còn. Biến mất, bạch tiền bối, có thể hay không nghĩ biện pháp cho ta làm một chuôi đến nghiên cứu một chút. Bạch tiền bối nói tống thư hàng nói ta bản thể còn đang ở thiên đạo phòng tối bên trong ta đây hiện tại liền đem tin tức truyền lại trở về nhìn xem bản thể có thể hay không nhiều lấy một chuôi phi kiếm đến chẳng qua bạch tiền bối người muốn phi kiếm chứ không phải là muốn vào thiên đạo phòng tối bắt cái gì cũng có thể bán tiền bối cái gì cũng có thể bán tiền bối rất manh khoác cái mền hắn luôn cảm giác rất có ý tứ lại thêm cái gì cũng có thể bán tiền bối giúp tống thư hàng nhiều lần Mặc dù là công bằng giao dịch, nhưng không thể phủ nhận, nếu như không có cái gì cũng có thể bán, tiền bối kịp thời bán hắn, bình thiên quan hắn tại qua huyền thánh kiếp bên trong liền chết thành cho bụi. Như bởi vì tống thư hàng bản thân nguyên nhân, gián tiếp thương tổn, cái gì cũng có thể bán đại lão sẽ rất ngại ngùng. Nhưng bên kia lại là quan hệ tốt hơn bạch tiền bối. So với cái gì cũng có thể bán đại lão quan hệ, muốn thân mật càng nhiều. Không có sai lại để cho hắn chạy trong nội tâm của ta đặc biệt không cam lòng. Bạch tiền bối thẳng thắn nói, người đi hướng cái khác, bạch, lấy phi kiếm lúc, có thể báo tố vị kia, cái gì cũng có thể bán. Người cùng hắn nói, ta muốn đi bắt hắn, liền nói với hắn, ta cùng với hắn chơi một ván chơi trốn tìm trò chơi, kỳ hạn bốn ngày. Trong bốn ngày, nếu như hắn bị ta bắt được, ta muốn trên người hắn cái kia cái mền, còn muốn trên người hắn hai mươi kiện bảo vật. Nếu như hắn trong bốn ngày không có bị ta bắt được, ta liền giới thiệu hắn hai cái to lớn sinh ý. Bạch Tiền Bối còn nhớ rõ, có một cái mở to mắt con người tinh cầu, cùng với quả cầu kim loại lỏng chiếm cứ vân tước tử cũng nhục thân, cũng bị nhốt tại Thiên Đạo phòng tối bên trong. Đối với cái gì cũng có thể bán, mà nói, cái này là hai bút lớn sinh ý. Nếu như cái gì cũng có thể bán, có biện pháp đem hai người này theo Thiên Đạo phòng tối bên trong lao ra liền tốt chơi. Dạng này Bạch Tiền Bối có thể tạm thời buông tha cái gì cũng có thể bán đem, mở to mắt con người tinh cầu, cho bắt được tay rồi hãy nói. Dù sao, dù sao bạch tiền bối cũng sẽ không thua thiệt. Ta nói cho hắn biết lời nói, bạch tiền bối người bắt hắn độ khó chẳng phải tăng lên. Tống thư hàng một mặt nghi hoặc. Bạch tiền bối nở nụ cười, nhìn qua không biết thư hàng ngươi sẽ không hiểu đùa niềm vui thú. Chơi trò chơi, muốn chơi độ khó lớn, độ khó quá thấp, chơi có ý gì? Dù sao ngươi đem lời của ta đưa đến chính là, Tống thư hàng nhẹ gật đầu tốt. Thiên đạo phòng tối bên trong, Bạch Tiền Bối phân thân hỏi: "Thư hàng, phân thân của ngươi đi ra không có?" Thu được phản hồi, phân thân thành công trở về đến hiện thế. Tống thư hàng vui vẻ nói: "Nói cách khác, Bạch Tiền Bối chế ra, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối không không một bản, chân thực hữu hiệu." "Tốt, như vậy chúng ta chuẩn bị rời đi." Bạch Tiền Bối phân thân gật đầu nói: hắn lại từ bản thân công đức chi thụ bên trên gãy mấy cây nhánh cây, bắt đầu chế tác phi kiếm. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, một lát ngươi có thể hay không cho nhiều ta một chi phi kiếm. Bạch Tiền Bối tò mò nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nói, một vị khác, tất tất, cũng muốn một chuôi phi kiếm, hỏi ngươi có thể hay không cho hắn một chuôi. Bạch Tiền Bối sờ sờ cầm, tốt, ngươi cùng vị kia thông cái lời nói, liền nói trở về hiện thế về sau, ta nghĩ tìm cơ hội gặp hắn một lần không có vấn đề ta sẽ truyền lời lại tống thư hàng nói một bên cái gì cũng có thể bán đột nhiên trong lòng bất an đúng rồi cái gì cũng có thể bán đại lão ta còn có một câu nhận ủy thác của người muốn dẫn cho ngươi tống thư hàng nói bá tống đạo hữu mời nói cái gì cũng có thể bán nói tống thư hàng lúng túng nói lại nói tiếp rất ngại ngùng phân thân của ta trên người có ngươi hương vị bị vị kia phát hiện cái gì cũng có thể bán nhật ngươi đấy đã biết rõ bá tống huyền thánh là một cái điểm xấu gặp gỡ hắn sẽ không chuyện tốt ta cũng không phải cố ý ta cũng không nghĩ tới mùi vấn đề tiếp đó vị kia nói cùng với ngươi chơi cái trò chơi tống thư hàng đem bạch tiền bối lời nói thuật lại một lần cái gì cũng có thể bán hắn móc ra bút cùng màu đen bút ký nhỏ đem bá tống huyền thánh phát đến phía trên như vậy chuẩn bị xong chưa mọi người Bạch Tiền Bối lúc này đã đã làm ra vô số thân, duy nhất một lần phi kiếm. Chuẩn bị xong, Vũ Nhu Tử đoạt đáp. Như vậy, đi, Bạch Tiền Bối bấm cái pháp ấn. Tống thư hàng, Vũ Nhu Tử, Tô thị a thập lục cùng với, cái gì cũng có thể bán, đại lão dưới chân đều xuất hiện một chuôi phi kiếm. Ồ, chờ chút, chờ chút, ta không nên cùng bá tống cùng đi, cái gì cũng có thể bán đại lão kêu lên. Vèo. Phi kiếm đã khởi động mọi người bị đưa vào trong hư không. chương 1382, nghe nói hắn có một đôi tràn đầy mị lực cùng ma lực con mắt. Chúng ta hiện thế gặp, bạch tiền bối phân thân yếu ớt nói. Sứt lời, hắn lại tế lên một chuôi phi kiếm, cuộn lên xe đẩy, kiếm quang lóe lên, nâng lên xe đẩy, theo sát tống thư hàng đám người mà đi. Xe đẩy thùng xe trong chứa đại lượng bảo vật, thuộc về vũ nhu tử cùng tô thị A thập lục tất cả. Làm xong đây hết thảy về sau, bạch tiền bối phân thân năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Thuận buồm xuôi gió, bạch tiền bối phân thân nói khẽ, hắn tóc đen bay múa, thân thể theo gió tiêu tán. Năng lượng tiêu hao trống không về sau, phân thân tự động giải trừ. Hy vọng tống thư hàng đám người rời đi, thiên đạo phòng tối, về sau, sẽ không lại bị bắt trở lại. Nếu không, thiên đạo phòng tối trong đã không có thứ hai bạch tiền bối phân thân có thể trợ giúp bọn hắn rời đi. A a a, a thập lục, Vũ Nhu Tử, nắm chặt phi kiếm, không muốn ngã xuống. Tống Thư Hàng kêu thảm nói. a à, 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 tốt kích thích, Vũ Nhu Tử đồng dạng hét lớn. Đồng dạng là kêu to, khác biệt thế nào lớn như vậy? Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục, ta còn có thể chống đỡ ở, muốn bay bao lâu? Phân thân của ta đi ra ngoài thời điểm, đã bay nửa giờ. Tống Thư Hàng đáp, thiên đạo phòng tối ngăn cách, hạch tâm thế giới, mở ra, bằng không mà nói, hiện tại thông qua, phân thân, là tọa độ, tống thư hàng có thể thông qua, hạch tâm thế giới, là trung chuyển, tiến hành xác định địa điểm không gian chuyển di. Bạch tiền bối đây, hắn không có cùng chúng ta cùng một chỗ đến sao, Tô Thị A thập lục nói. Tống thư hàng, bạch tiền bối lưu lại thiên đạo phòng tối bên trong là phân thân, trực tiếp cởi bỏ pháp thuật có thể tiêu tán. Nhanh lên nữa, có thể hay không nhanh lên nữa, vũ nhu tử vui vẻ kêu lên cùng tống tiền bối đi ra tới đây chơi, thật sự là quá sáng suốt. Thú vị, kích thích, phát tài cơ hội, tất cả đều có. Nàng thích nhất, ba người phía sau, cái gì cũng có thể bán đại lão vòng quanh cái mền, ngồi ở duy nhất một lần trên phi kiếm, một mặt vẻ mặt trầm tư. Không được, ta không thể cùng bá tống huyền thánh cùng đi ra, ngộ nhỡ trực tiếp đưa hàng tới cửa, bị cái kia tôn cửu u chúa tể cầm vừa vặn làm sao bây giờ bốn ngày thời gian, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tránh một tránh. Cái gì cũng có thể bán đại lão thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, hắn đối với Tống Thư Hàng kêu lên, bá Tống Đạo Hiếu, ta còn có việc, muốn đi đầu một bước. Chúng ta như vậy tạm biệt. Dứt lời, hắn theo cái mền bên trong vươn tay ra, đặt tại, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối không không một bản, bên trên, ý niệm khẽ độc, duy nhất một lần phi kiếm bị hắn thu vào. Sau đó, thân hình của hắn rơi vào không gian loạn lưu bên trong. tiền bối, nơi này là không gian thông đạo, rất nguy hiểm a. À. tống thư hàng lo lắng kêu lên. yên tâm, trên người ta có bí bảo, có thể bảo vệ ta thân. cái gì cũng có thể bán đại lão kêu lên. tại cái gì cũng có thể bán, đại lão nhảy dụng xuống dưới lúc trên người hắn có một cái bí bảo hiển hiện, mang theo tại không gian loạn lưu trong xuyên thẳng qua. rất nhanh, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lần trước phân thân theo, Thiên đạo phòng tối, bên trong thoát ra, Tống thư hàng, Tô thị A thập lục, Vũ Nhu tử tại đã bay nửa giờ sau, thấy được xuất khẩu hào quang. Sắp đi ra ngoài, Tống thư hàng kêu lên. Nhanh như vậy nửa giờ đã trôi qua rồi, Vũ Nhu tử vẫn chưa thỏa mãn. Tống thư hàng, lúc hạ xuống trùng kích có thể so với lớn hơn, chuẩn bị sẵn sàng. Vừa dứt lời, bà thành duy nhất một lần phi kiếm mang theo ba người, phá tan không gian, vọt tới mặt đất oanh 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 ba người đáp xuống trên mặt cát tại trên bờ cát nổ tung ba cái hố to là đất cát xem ra lại đáp xuống lúc trước phân thân đáp xuống chỗ tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng hắn ngẩng đầu lên hướng đánh giá chung quanh sau đó hắn nhìn đến cách đó không xa biển rộng tống thư hàng thu hồi lúc trước suy đoán xem ra lần này đáp xuống địa điểm cùng lúc trước phân thân vị trí vị trí khác biệt bên người Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A thập lục đồng dạng theo hố cát bên trong chui ra. Các nàng dưới chân duy nhất một lần phi kiếm tiêu tán ra, biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất tống thư hàng trong tay còn cầm một chuôi duy nhất một lần phi kiếm, đây là mang cho, bạch tiền bối, lễ vật. Nơi đây là địa phương nào? Vũ Nhu Tử nói. Không biết, hẳn là hiện thế một chỗ, hy vọng còn đang ở địa cầu. Tống Thư Hàng nói, dùng di động hướng dẫn nhìn xem, có hay không có tín hiệu. Tô Thị A thập lục lắc đầu, ta điện thoại mới còn chưa tới. Điện thoại di động của nàng lần trước cùng bạch tiền bối đáy biển thám hiểm thời điểm bị hư, còn chưa tới kịp mua điện thoại mới. Không có bất kỳ tín hiệu, xem ra không phải địa cầu. Vũ Nhu Tử quơ quơ điện thoại di động của mình, nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, không có việc gì, có ta ở đây. Phân thân của hắn rơi trên địa cầu, hiện tại hắn có thể đem phân thân trở thành tọa độ, thông qua, hạch tâm thế giới, trực tiếp chuyển rời đến hiện thế địa cầu đi. Tống Thư Hàng đưa tay vẽ một cái, chuẩn bị đem, hạch tâm thế giới, mở ra, thuận tiện có thể đem, duy nhất một lần phi kiếm, giao cho bạch tiền bối. Nhưng mà, hạch tâm thế giới nhưng không có hưởng ứng hắn triệu hoán. Tống Thư Hàng, nơi này có vấn đề, cùng thiên đạo phòng tối, thiên kiếp thế giới, che đậy hạch tâm thế giới. Sược hoàn, nếu như không cách nào mở ra hạch tâm thế giới, bọn hắn muốn làm sao rời đi nơi đây. Ta ngự đao đến chỗ cao nhìn xem, Tô Thị A thập lục nói. Dứt lời, nàng bên hông đoản đao tế lên, độn quang hiển hiện. A thập lục nhẹ nhàng nhảy đến trên đao, bay lên trời. Nhưng nàng vừa bay lên chừng 5 mét, liền giống như đụng phải cái gì, từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Tống thư hàng chân đạp, quân tử vạn lý hành, thân pháp, thân hình trong nháy mắt, nhẹ nhàng nhảy lên, đem Tô Thị A thập lục tiếp được. A thập lục tốt nhỏ nhắn xinh xắn, cũng thật nhẹ. Hơn nữa thân thể của nàng lạnh buốt lạnh buốt, êm ái, còn có thơm ngào ngạt. Có cấm bay trận pháp, 4 mét dưới trái phải độ cao liền là cực hạn. Tô thị A thập lục nhíu mày nói. Tống thư hàng nhẹ nhàng đem nàng buông. Có cấm bay trận pháp, liền đại biểu cho phụ cận có tu sĩ hoặc là khác hệ thống tu luyện giả. Chúng ta đến phụ cận tìm xem nhìn, Tống thư hàng tỉnh táo phân tích nói. Chúng ta đây hướng phương hướng nào đi? Tô Thị A thập lục hỏi, nàng dò xét bốn phía. Ba người vị trí chi địa, sau lưng là biển, tiếp đó phía trước, trái, phải đều là bãi cát. Thời điểm này, liền đến phiên bảo bối của ta đi ra. Vũ Nhu Tử mở ra bản thân túi sách nhỏ, theo bên trong móc ra một đôi đáng yêu mặt trời kính mắt, pháp khí, muốn cùng thiên lý nhãn, nâng cao một bước. Thăng cấp bản. Trước kia Vũ Nhu Tử không có tứ phẩm cảnh giới thời điểm, linh điệp tôn giả vì phòng ngừa nàng lạc đường, chuyên môn vì nàng đã làm ra một cái pháp khí, muốn cùng thiên lý nhãn, nâng cao một bước. Thông qua pháp khí, Vũ Nhu Tử có thể dùng thượng đế thị giác tìm đến đường. Vũ Nhu Tử tấn chức tứ phẩm cảnh giới về sau, có thể ngự kiếm phi hành, trực tiếp có thể lên tới không trung đi tìm đường. Quá, muốn cùng thiên lý nhãn, nâng cao một bước, liền không phải sử dụng đến. Vậy là, linh điệp tôn giả đem cái này tiểu pháp khí thăng cấp một chút, biến thành tập hợp, hướng dẫn, điều tra nhìn xa chờ công năng tại nhất thể tân pháp khí vũ nhu tử trên kệ pháp khí mở ra thượng đế thị giác cùng điều tra công năng có bốn phía tìm nhìn qua đã tìm được chúng ta tay phải vị trí có một cái quảng trường bên trong có thật nhiều người tại đó tập hợp chúng ta có thể đi qua nhìn xem vũ nhu tử nói tốt ta ở phía trước các ngươi đi theo đằng sau ta làm tốt chiến đấu chuẩn bị để ngừa chưa chuẩn bị Tống Thư Hàng nói, nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa nơi đây quỷ dị, không chỉ che đậy, hạch tâm thế giới, còn có cấm bay trận pháp, Tống Thư Hàng không thể không nhiều làm tốt chuẩn bị. Hắn người mang, nhau ra kim cương thân, cộng thánh viên long lực thần công, lại thêm 33 thú tổ hợp pháp khí, coi như là gặp gỡ tập kích, cũng có thể chống đỡ. Tại vũ nhu tử chỉ dẫn xuống, Tống Thư Hàng ba người trước nhanh đến một cái cự thạch thiết cắt mà thành trên quảng trường trên quảng trường, tụ tập đủ loại thân hình, muôn hình muôn vẻ. Có thu giới thu tu, có nhân loại tu sĩ, có mọc ra cánh thánh khiết hình người sinh vật, còn có một chút không có hóa hình yêu tộc. Tại trên quảng trường, hết thảy mọi người chẳng phân biệt được chủng tộc, tụ tập ngồi ở đó, tựa hồ cùng đợi cái gì. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục Tiến nhập quảng trường về sau, cũng không có dẫn tới sự chú ý của người khác. Trên quảng trường các tộc chỉ là ngẩng đầu nhìn Tống Thư Hàng ba người liếc, lại cúi đầu, hoặc top 5 top 3 giao lưu, hoặc nhắm mắt đả tọa tu luyện. Tống tiền bối, chúng ta là không phải gặp gỡ đại sự gì. Vũ nhu tử truyền âm nhập mật hỏi. Tống thư hàng nhẹ gật đầu. Nhiều chủng tộc như vậy, khác biệt hệ thống tu luyện giả tụ họp cùng một chỗ, luôn cảm giác là muốn chế tạo đại tin tức. Chẳng qua, ở đây tất cả tu luyện giả, yêu thú sức mạnh cũng không cao, bình quân tại tứ, ngũ phẩm trái phải. Lục phẩm đều rất ít gặp. Tống Thư Hàng ba người sau khi ngồi xuống không lâu, nguyên bản nằm ở Tống Thư Hàng ba người bên người hổ yêu đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn ngẩng đầu lên nhìn chầm chầm vào Tống Thư Hàng nhìn một lát, tiếp đó hắn đột nhiên lui về phía sau. Bá, bá nho huyền ma, hắn hoảng sợ kêu lên, liên tiếp rời khỏi hơn 10 mét, bốn chân đều tại run rẩy, cái bụng run rẩy. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Bá nho huyền ma, chính là cái kia lại để cho chư thiên vạn giới đều mang thai bá nho huyền ma. Ở đâu, ở đâu, ta nghe xong trước mặt vừa mới vào tới đây mấy vị kia đạo hữu đã từng nói qua. Bá nho huyền ma tại giảng pháp trong quá trình, lại để cho tất cả mọi người, yêu, ma, tinh quái, không phân biệt nam nữ già trẻ, có hay không có giới tính, toàn bộ mang thai. Thật sự là đời ta ngưỡng vọng đối tượng. Bá nho huyền ma rút cuộc là làm sao làm được. Ta nghe người ta nói đến qua, bá nho huyền ma có một đôi đầy mị lực cùng ma lực con mắt, chỉ cần bị hắn nhìn lên một cái, liền sẽ mang thai. Khá tốt lão phu mấy ngày nay một mực ở chỗ này cái bí cảnh bên trong, đoạn tuyệt với nhân thế. Nếu như lão phu cũng ở đây ngoại giới nghe pháp lời nói, qua tới đây mang thai, khí tiết tuổi già khó giữ được, chẳng phải phải bị người cười chết. Không đúng, bá nho huyền ma tiến vào, nằm thảo thảo, hắn ở đâu, không nên bị hắn nhìn đến lão phu. Nếu không bị hắn nhìn liếc liền sẽ mang thai. Không muốn nhìn chằm chằm vào ta, bá nho huyền ma ta vừa ở bên ngoài mang thai một hồi thật vất vả mới khôi phục lại ta không nghĩ lại mang thai ta vẫn còn con nít cái kia hổ yêu lạnh run nói tống thư hàng ni mã ta có thể nói cái gì cho phải đây tự chính mình cũng siêu tuyệt vọng có biết hay không tô thị a thập lục khuôn mặt nhỏ nhắn siết thật chặt cố nén cười một bên vũ nhu tử đã cười thẳng không nổi eo tới đây bên kia thất tu dìu lấy lục tu, bên cạnh nằm tứ tu, ba con số chữ tu xếp thành một loạt, nằm ở trên một khối nham thạch, một mặt tuyệt vọng. Ba con số chữ tu bị theo hạch tâm thế giới đưa ra tới đây về sau, liền nhận được bá nho huyền ma giảng pháp, nội dung. Vậy là, ba con số chữ tu lựa chọn, thưởng thức tiếp sóng. Tiếp đó, sẽ không tiếp đó. chương 1383, đây cũng quá suối quẩy. Nho ra thánh nhân chi nhãn, nhìn là mang thai ta chỉ tại cùng nho ra có quan hệ ghi chép nhìn lên qua, không nghĩ tới cái này hiệu quả cường đại như vậy. Thất tu thánh quân một mặt tuyệt vọng. Đại nam nhân thể nghiệm mang thai cảm giác, quả thực là phản nhân loại. Năm đó nho ra thánh nhân rút cuộc là ôm cái dạng gì tâm tư, khai phá ra như vậy bi tráng pháp thuật. Đau bụng chịu không được, thất tu thánh quân lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra cửu châu nhất hào quần. Nhìn xem có thể hay không tìm trong nhóm đạo hữu an ủi một chút vừa mở ra bắt đầu thời điểm, hắn phát hiện trong nhóm cũng là kêu rên một mảnh, toàn bộ trong nhóm thành viên, ngoại trừ bế quan, tại đặc thù bí cảnh bên trong thành viên trừ ra, những thứ khác đều mang thai. Các tiền bối, ngay cả chùa chúng ta tiểu quả quả cũng mang thai, quả thực tàn nhẫn tam nhật. Tam nhật sư huynh dùng thông huyền đại sư tài khoản phát biểu nói. Ta một mang thai thời điểm, tay lái nắm bất ổn đụng vào người, triển một đội ngũ người. Khá tốt tại tự chính mình trong tông môn lái xe, triển là người một nhà. Hiện tại đang tại giải quyết tai nạn xe cộ hiện trường. Khá tốt không chết người. Đông phương lục tiên tử phát cái tuyệt vọng biểu lộ. Đại la giáo vũ nguyệt chân quân, đau quá, chẳng qua mang thai thể nghiệm quá bổng. Nước miếng biểu lộ đặc biệt là ta đại la giáo sư huynh, các sư đệ tập thể mang thai tình cảnh, quả thực bổng thấu. Ta thật là muốn lần tới mời bá nho huyền ma đến chúng ta đại la giáo giảng pháp đáng hận, bạch tiền bối còn đang bế quan, ta thật là muốn liếc tiền bối mang thai bộ dạng, ta là bên cạnh thiên nhai giác tiểu bạch hạc nói. Hằng hỏa tâm tính thiện lương mệt mỏi muốn về hưu, nhau ra đang tại thừa cơ tổ chức một lần, chỉ hiếu thiên thiên, một chương, giảng pháp, miễn cưỡng coi như là có thu hoạch đi. Dù sao, nhìn là mang thai, vốn chính là phối hợp, chỉ giáo thiên tới đây giảng pháp. Thế nhưng mang thai cảm giác thật lòng phản nhân loại, tuyệt vọng vọng thiên biểu lộ, Lệ chi tiên tử, ta càng muốn biết, dược sư cùng tử yên thế nào. Lúc trước dược sư cùng tử yên có phải hay không tại song tu trong quá trình. Ha ha ha, lệ chi mụ mụ, người cũng đừng cười người khác, người mang thai bộ dạng tự chụp chưa, lấy tính cách của người nhất định vỗ xinh đẹp mang thai chiếu đi. Phát một chương đến trong nhóm cho chúng ta nhìn một cái nha. Cuồng đao tứ lãng nói. Lệ chi tiên tử, A thất đạo hữu còn đang ở tam lãng nhà sao, diệt tam lãng A vừa chém xong, nghỉ ngơi một chút. Tô Thị A thất lạnh lùng nói, lại nói, ta vừa rồi có trong nháy mắt dường như nhớ lại ta, quên đi, hậu bối. Mơ hồ nhớ kỹ hẳn là Tô Thị A thập lục 10 năm à. Hi hi, A thất cái này yếu cặn bã, mang thai sau đó đau chết đi sống lại, nửa ngày không có chỉ hoãn đến. Dáng vẻ này ta, coi như là mang thai cũng có thể vui vẻ. Nếu như không phải ta đối lý, thừa dịp mang thai lúc, ta từng phút đồng hồ dậy A thất làm người cuồng đao tam lãng đắc y nói. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, có thể đừng đề cập mang thai sự tình sao. Vừa nhắc tới việc này, bản tôn đau bụng. Đông Phương tĩnh viết, Hoàng Sơn tiền bối, ngài mang thai bộ dạng là như thế nào, xoái xoái cọc sao. Ta gần nhất tại học tập sáng tác ca khúc, chuẩn bị cho ngươi sáng tác một đạo, Hoàng Sơn mang thai chi ca. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu đem mọi người lấy trước kia cái điềm đạm nho nhã phong độ của người trí thức hơi thở đông phương tĩnh tuyết tiên tử trả trở về a à. thất tu thánh quân xem hết trong nhóm nói chuyện phiếm ghi chép về sau trong lòng không hiểu thoải mái rất nhiều một mình đau khổ không bằng nhiều người đau khổ dầm phát hiện mọi người đều mang thai thống khổ tuyệt vọng qua về sau trong lòng của hắn đột nhiên liền thăng bằng lòng người có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu thất tu lúc này một bên lục tu tiên tử đột nhiên ôn nhu nói Thất tu thánh quân, ừ, ta tại Chúng ta về sau không muốn sinh con có được hay không Mang thai quá thống khổ Hoặc là, chờ mấy trăm năm về sau Ta bóng ma trong lòng ít một chút Chúng ta lại muốn đứa bé Lục tu tiên tử nước mắt sưng dưng nói Thất tu thánh quân lập tức ôn nhu nói Đương nhiên không có vấn đề Đời ta tu sĩ, thọ nguyên dài rằng giặc Mục tiêu trực chỉ trường sinh cảnh giới Hài tử gì gì đó, không cần, thật muốn hài tử lời nói, chúng ta có thể thu mấy cái đáng yêu đệ tử. Lục tu tiên tử vui vẻ nở nụ cười. Thất tu thánh quân quay đầu lại, ngẩng đầu vọng thiên. Nếu không tại Cửu Châu nhất hào quần, trong mở hội thảo, Đề Mục liền kêu, luận bá tống huyền ma chết một vạn loại phương pháp. Trên quảng trường đá. Trong nháy mắt, tất cả yêu ma tu sĩ, tụ tập tụ họp thành một đoàn, lui đến tống thư hàng 10 mét bên ngoài. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử ba người bị cô lập qua một bên. Cái kia, giảng pháp thời điểm là một cái ngoài ý muốn. Kỳ thật ánh mắt của ta không có cái kia công năng, tin tưởng ta. Không tin các người nhìn ánh mắt của ta, thật sẽ không mang thai. Tống Thư Hàng giải thích nói. Đối diện, tất cả tu sĩ yêu ma điên cuồng lắc đầu, tất cả mọi người buông xuống xuống đầu, không ai dám con mắt nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, nhân tiền hiển ma, Huyền Ma giảng pháp đã định trước sẽ trở thành nhân sinh của hắn, không cách nào xóa đi bôi xấu lịch sử. Hắn phải hay không phải phải trở về Thiên Đạo Phòng tối ở nữa vài năm, lại để cho thế nhân triệt để đưa hắn quên đi về sau, lại chui ra. Thời gian một chút vượt qua. Trong sân rộng một cánh cửa bên trong, thỉnh thoảng có mới thành viên tiến nhập. Những thành viên này cũng là tới đây từ bốn phương tám hướng, từng cái tu luyện hệ thống đều có. Những người mới sau khi đi vào liếc mắt liền thấy trên quảng trường hai phe cánh. Một bên giữ nguyên chồng chất cùng một chỗ đạo hiếu, một bên là một nam hai nữ nhân loại trẻ tuổi. Kỳ quái, cái này một nam hai nữ nhân loại rất lợi hại phải không? Mới tới thành viên tò mò nhìn về phía tống thư hàng. Tiếp đó, bọn hắn trong lòng hiện lên, bá nho huyền ma, thánh tên. Bá, bá nho huyền ma, những người mới theo bản năng đưa tay ôm lấy bụng của mình, thanh âm đều run rẩy lên. Rất hiển nhiên, đằng sau vào người mới, đều là nghe qua, huyền ma giảng pháp bị nho ra thánh nhân chi nhãn quỷ dị hào quang đánh chúng, tại chỗ mang thai qua. Vậy là, những thứ này những người mới cúi đầu xuống, lặng lẽ chui vào cái kia một đống lớn đám người, ánh mắt rủ xuống đất, không dám con mắt nhìn tống thư hàng. Bình quân cách mỗi một hai phút, bá, bá nho, danh sưng muốn vang một lần. Tống thư hàng tâm tính thiện lương nhét. Một giờ phía sau, đối với tống thư hàng mà nói, cái này một giờ so với một ngày còn muốn dài rằng rạc trong sân rộng cánh cửa kia rốt cuộc quan bế sau đó có một hồi vang dội tiếng chuông vang lên quảng trường chính giữa cái kia tế đàn bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ sụp đổ tế đàn trung ương lộ ra một cái to lớn thông đạo đi ra thí luyện chi lộ cái kia hổ yêu vui vẻ nói thí luyện chi lộ mở ra về sau chúng nó có thể tiến vào bọn hắn có thể xa xa tránh đi bá nho huyền ma cùng bá nho huyền ma ngốc ở một cái trên quảng trường cùng hắn hô hấp đồng dạng bầu không khí tâm lý của bọn nó áp lực rất lớn bá nho huyền ma trợn chừng người liếc có thể để cho người khác mang thai cái kia nói không chừng hắn hô hấp đi ra khí tức đều có thể làm cho người ta mang thai cũng không nhất định vì vậy từ đầu đến cùng hổ yêu đều tại nín thở thực nhịn không nổi mới có thể hô hấp như vậy một chút thí luyện chi lộ mở ra về sau, trên quảng trường thành viên vội vàng đứng dậy, hướng thông đạo đi. Chẳng qua, trên quảng trường tất cả thành viên cũng không có kêu loạn về phía trước chen lấn, mà là xếp thành một đội, tiến nhập thông đạo. Phía trước nhất là một vị áo trắng tăng nhân. Hắn đứng ở thông đạo trước mặt về sau, hít sâu, chặp lại hai bàn tay, sau đó xoay người cởi bản thân trên chân giày, đem giày thu hồi. Sau đó, hắn chân trần bước vào thông đạo, đi theo tăng nhân sau lưng chính là một vị áo xanh tinh linh. Chính là kia loại tây huyến trong phim ảnh tai nhọn tinh linh. Các nàng bản thể là một loại đặc thù thực vật tu luyện thành loại. Vị này áo xanh tinh linh đồng dạng cởi trên bàn chân dày, lộ ra trắng noãn chân nhỏ, một mặt kiên định bước vào thông đạo. Tại áo xanh tinh linh sắp bước vào thông đạo lúc, đột nhiên có một đạo thân ảnh theo trong hư không bước ra. Đạo thân ảnh kia, người mặc một cái cái mền, chỉ lộ ra đầu, Cuối cùng đã tới, con đường thí luyện, 100 năm mới mở ra một lần bí cảnh, đây chính là ta việc buôn bán nơi tốt." Đạo này thân ảnh nhếch miệng lên. Áo xanh tinh linh nhíu mày, đối với bọc lấy cái mền nam tử phát ra một chuỗi dị vực lời nói. "Tiểu cô nương, không cần sợ, ta cũng không có chen ngang ý tứ, ta chỉ là một cái thương nhân, tới đây là làm sinh ý à. Các ngươi muốn đi vào con đường thí luyện đúng không?" ta chỗ này có một cái kem dưỡng ra tại các ngươi thực hiện xong thí luyện chi lộ lúc nhất định có thể sử dụng lên hắn có thể chỉ tốt hơn các ngươi trên chân thương thế trừ trên chân da chết coi như là thí luyện chi lộ bên trong bị không thể kín miệng vết thương xoa ta đây kem dưỡng ra về sau cũng có thể đem vết thương xóa đi tiểu cô nương ngươi chân nhỏ đáng yêu như thế hiển nhiên ngươi cũng là dụng tâm tại bảo dưỡng hắn nếu như xinh đẹp như vậy chân tại thí luyện chi lộ bên trên bị thương để lại không thể rút đi vết thương, chẳng phải đáng tiếc. Bọc lấy cái mền nam tử mỉm cười nói. Áo xanh tinh linh nhíu mày, nguyên lai like là ngươi, ta nghe mụ mụ nhấp lên qua ngươi, chuyên môn tại thí luyện chi lộ bên trên hướng người chào hàng sản phẩm bọc lấy cái mền nam nhân. Tuy rằng sản phẩm hiệu quả rất tốt, thế nhưng sẽ ảnh hưởng chúng ta con đường thí luyện hiệu quả. Nếu như ngươi thật muốn bán lời nói, tại con đường thí luyện sau khi kết thúc, lại bán cho ta đi. Tiểu cô nương, mua bán cũng chú ý một cái chữ duyên. Bỏ lỡ, liền sẽ không còn có cơ hội, bọc lấy cái mền nam tử cao thâm mà chắc nói. Sau đó, đem hắn ánh mắt bỏ vào đằng sau tu sĩ, yêu ma trên thân, các người có thể gọi ta, cái gì cũng có thể bán tại tiến nhập con đường thí luyện phía trước, nếu có cái gì muốn mua đồ vật, có thể đến nơi này của ta mua. Giá cả giàu nhân ái, trăm năm danh dự. Cái gì cũng có thể bán đại lão, người làm sao đến nơi đây à nha. Tống thư hàng kêu lên cái gì cũng có thể bán cứng ngắc xoay đầu lại, thấy Tống Thư Hàng. Mã, suối quẩy, lại gặp gỡ cái này điểm xấu. Cái gì cũng có thể bán đại lão cuộn lên cái mền, một đầu chui vào, thông đạo, bên trong, biến mất không thấy. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, cái gì cũng có thể bán tiền bối tại trốn tránh người đây, Tống Tiền Bối. Trên quảng trường tất cả mọi người càng thêm hoảng sợ nhìn về phía Tống Thư Hàng. Vị này cái gì cũng có thể bán, nhìn qua liền là sâu không lường được đại lão, vậy mà cũng bị bá nho huyền ma hù dọa chạy. Mang thai mắt, liền cái gì cũng có thể bán loại thực lực này đại lão cũng đỡ không nổi sao. Vậy là, quảng trường đám người bên trên nhanh hơn tiến nhập thông đạo tốc độ. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử ba người xếp hạng cuối cùng. Chúng ta cũng vào đi thôi, Tô Thị A Thập Lục nói. Nàng cúi người, bỏ đi trên chân vớ dày, lộ ra nàng cái kia yêu kiều một đôi chân ngọc, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Vũ Nhu tử đồng dạng ngồi xổm xuống, cởi bỏ giày, ngón chân của nàng thon dài linh hoạt, cùng bắp chân dài tương xứng. Chương 1384, rất ngược nhân loại, không đúng là rất ngược ngô công. Tô thị A thập lục thu hồi vớ giày, nhẹ nhàng bước vào thông đạo. Tại nàng chân nhỏ đạp vào thông đạo mặt đất lúc, chỉ cảm thấy một loại như kim châm cảm giác theo lòng bàn chân truyền đến. Rõ ràng mặt đường bóng loáng vuông vức nhưng bên trên chân đạp đi tới thời điểm, rồi lại cảm giác dẫm ở kim loại trên mũi nhọn thông thường. Nàng là tứ phẩm cảnh giới, tăng thêm hóa rồng nhân tố, thể chất của nàng đã tới gần ngũ phẩm cảnh giới. Dạng này thể chất, đều không thể chống cự lòng bàn chân truyền đến đâm đau. A à thập lục khẽ nhíu mày, nói theo bước đầu tiên bắt đầu, cũng đã là thí luyện đã bắt đầu. Đã có chuẩn bị tâm lý về sau, nàng lại về phía trước đạp một bước. Như cũ là cái loại này không cách nào miễn dịch đâm đau, chẳng qua tổng thể tại nàng có thể thừa nhận phạm vi. Vũ Nhu tử sau đó đuổi kịp, nàng đồng dạng thu hồi giày của mình vớ, bước vào thông đạo. Nàng vừa xài bước ra, cùng với A thập lục hợp lực song song. Ồ, đau nhức đau nhức, Vũ Nhu tử một cái khác chân cũng thu nhập thông đạo, chỉ cảm thấy hai chân dẫm ở gỗ đâm bên trên, vừa đau lại ngứa. Nàng bảo trì chân sau mà đứng tư thế, cái chân còn lại khẽ nâng lên đáng yêu ngón chân linh hoạt vặn vẹo. Lòng bàn chân không có bị thương đây, loại đau này đau khổ là, ảo giác sao? Nàng quan sát đến chân nhỏ, nghi ngờ nói. Tống thư hàng, ta đến thử xem. Hắn bỏ đi giày của mình về sau, đi nhanh bước vào thông đạo. Sau một khắc, hắn cảm giác mình liền giống như dẫm ở sắc bén lưỡi dao bên trên, lòng bàn chân một hồi đâm đau. Đ, A, N, G, G. Tống thư hàng trên thân trong nháy mắt hiển hiện biến dị bản, cương thủ, bàn chân biến thành đen kỳ kim loại chủng loại. Không chỉ như vậy, nhau ra kim cương thân, cùng, thánh viên long lực thần công, lần lượt khởi động. Chín đầu viễn cổ thánh viên hư ảnh hiện ra, trong tay của bọn nó bưng lấy nhau ra kinh văn, yên lặng ngâm tụng. Đây là chín chỉ biết thay chủ nhân hô 666 thánh viên. Ba đại thối thể công pháp gia thân, tống thư hàng tin tưởng 10 phần, lại một chân đạp cái. Ai ra, ngạch nương đấy tống thư hàng kêu thảm một tiếng. Lúc trước hắn vẫn chỉ là cảm giác dẫm ở phong phiến lưỡi dao bên trên, mà bây giờ hắn cảm giác mình đạp chính là cưa điện, còn là mở chân mã lực cưa điện, quả thực muốn mạng. Rất đau sao, ta cảm giác như là đạp tại mũi khoan kim loại lên. A thập lục nói, nàng nhấp lên bản thân nhỏ nhắn xinh xắn bản chân nói, đem chân nhỏ nâng hướng tống thư hàng, có đau một chút, nhưng còn có thể chịu được. Tinh xảo đều đều chân ngọc, liền bàn chân nhìn qua đều mềm mại mềm mại ở trên chỉ chân rõ ràng có thể thấy được vũ nhu tử hì hì cười nói ta cảm giác như là dẫm ở gỗ đâm bên trên có chút đau nhức còn có chút ngứa ha ha ngứa ta đây muốn cười nhưng lại có đau một chút nàng đồng dạng nâng lên dài chân cho tống thư hàng nhìn óng ánh ngón chân linh hoạt vặn vẹo cùng a thập lục là hoàn toàn bất đồng phong cách tống thư hàng cười khổ nói ta cảm giác dẫm ở mở chân mã lực cưa điện bên trên muốn mạng Ta hiểu được, Tô Thị A thập lục tỉnh táo phân tích nói, xem bộ dáng là thể chất càng mạnh, thông đạo phản hồi tới đau đớn cũng sẽ càng lớn, theo mọi người thực lực khác biệt, phản hồi thích hợp đau đớn độ. Rất nhân tính hóa xếp đặt thiết kế. Nói cách khác, Tống Thư Hàng tản đi, nhau ra kim cương thân, cùng thánh viên long lực thần công, cùng với biến dị phiên bản, cương thủ. Hắn lần nữa một cước bước ra, quả nhiên cưa điện thiết cắt đau đớn khôi phục đã thành sắc bén lưỡi dao cảm giác. Tốt hơn nhiều, loại trình độ này đau nhức đối với ta mà nói liền không coi vào đâu. Tống Thư Hàng tự tin nói. Hắn đối với đau đớn nhẫn nại độ vượt xa người khác tưởng tượng. Vô luận là tinh thần còn là thân thể, Tống Thư Hàng đối với đau đớn nhẫn nại độ đều cực cao. Xem xét bí pháp, mỗi sử dụng một lần muốn rong huyết một lần cộng gấp 10 lần miệng vết thương kịch liệt đau nhức cũng không phải là hay nói giỡn. Bị người dùng, trong ngực ôm nguội sát trên thân xương cốt từng đám cây bị bẻ gãy đau đớn, lại há là người nào đều có thể thể nghiệm. Tinh thần lực căng quá nhanh, mỗi đêm đều cảm giác có đại truy, tiểu truy nện đầu, trải qua càng làm cho tống thư hàng tinh thần đã nhận được đầy đủ tôi luyện. Vì vậy, loại này bàn chân dẫm ở lưỡi đao bên trên đau khổ, chút lòng thành, vẩy vẩy nước rồi. Thông đạo bên trong rất rộng, ba người hoàn toàn có thể hợp lực mà đi. Tô Thị A thập lục tại tống thư hàng bên trái, vũ nhu tử vô thức rút ngắn bản thân chân dài bước ra khoảng cách, hợp lực tại tống thư hàng phía bên phải. Thập lục tống tiền bối, người nói chúng ta có thể hay không gặp lại vị kia, cái gì cũng có thể bán tiền bối đây. Vũ Nhu Tử hỏi. Tống Thư Hàng hỏi, người có cái gì muốn mua? Ừ, ta cảm giác, cái gì cũng có thể bán, tiền bối trên thân cái kia cái mền tốt thú vị, ta nghĩ mua một cái cùng khoản. Vũ Nhu Tử gật đầu nói. Tống Thư Hàng trong đầu không khỏi hiện lên Vũ Nhu Tử bọc lấy cái mền, chỉ lộ ra đầu bộ dáng phù tống thư hàng nhịn không được cười ra tiếng. Vũ nhu tử nghi hoặc nhìn về phía tống thư hàng, tống tiền bối, người cười cái gì? Không có việc gì, bất quá ta cảm giác cái kia cái mền khẳng định có, duy nhất thuộc tính. Hơn nữa, nói không chừng cái kia cái mền là kiện cao cấp pháp bảo. Tống thư hàng nghiêm túc nói. Bởi vì ngoại trừ vũ nhu tử bên ngoài, bạch tiền bối cũng coi trọng này cái mền. Bạch tiền bối ánh mắt độc đáo. Hắn siêu tầm đồ vật, không có một kiện là phàm phẩm. Giống như 33 tổ hợp pháp khí diệt thần pháo các loại, đều là có đặc sắc đồ vật. Cái gì cũng có thể bán đại lão trên thân cái kia cái mền, nói không chừng có vô cùng cường đại che giấu khí tức công năng tỷ như thấu trời nói đều không thể cảm ứng được hắn A, các loại năng lực. Ta chỉ cần một cái cùng khoản liền tốt, công năng gì gì đó là thứ yếu. Vũ Nhu tử hì hì cười nói, ta nghĩ mua một cái cho A cha ta cảm giác, cái gì cũng có thể bán, đại lão hình thể cùng ta A à cha không sai biệt lắm, khuôn mặt lớn lên cũng có chút giống như. Ta A à cha khoác trên vai một cái cùng khoản chăn đơn, nhất định rất thú vị. Tống thư hàng não bổ một chút anh Tuấn Linh điệp tôn giả bọc lấy cái mền tình cảnh, lại nhịn không được cười ra tiếng. Ừ, nếu như là vũ nhu tử mua cái mền, vô luận đẹp mắt không dễ coi, Linh điệp tôn giả nhất định sẽ mỗi ngày đem hắn đắp lên người. Kỳ thật ta cũng có muốn mua đồ vật, Tô Thị A thập lục hai tay thả lỏng phía sau, cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình. Các ngươi vừa nói như vậy lời nói, ta cũng có muốn mua đồ vật. Tống Thư Hàng nói, hắn còn muốn cho A thập lục mua một chi điện thoại. Mặt khác, tiến lên A thập lục đem một dương tiên váy đưa về cho phù sinh tiên tử, hắn đã từng nói qua muốn mua kiện lễ vật đền bù tổn thất A thập lục. Tống Thư Hàng ba người vừa nói, một bên hướng con đường thí luyện ở chỗ sâu trong động thân tại ba người nhìn không tới trong góc cái gì cũng có thể bán đại lão bọc lấy cái mền núp ở nơi hẻo lánh trong âm ảnh yếu ớt thở dài tay phải của hắn nắm thật chặt tay trái của mình không thể đi ra ngoài không thể đi ra ngoài giao dịch tuyệt đối không thể cùng bá tống huyền thánh giao dịch cái gì cũng có thể bán đại lão thầm thế nhưng hắn thương nhân hồn lại nhịn không được lại để cho hắn muốn đi ra ngoài cùng tống thư hàng ba người tiến hành trao đổi ba người đều là chất lượng tốt hộ khách thoạt nhìn đều có muốn mua đồ vật nha. Đặc biệt là cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thiếu nữ cùng chân dài cô nương, thoạt nhìn đều là rất hào sảng loại hình hộ khách. Lại để cho khách nhân đạt được vật mình muốn, liền là cái gì cũng có thể bán đại lão hạnh phúc lớn nhất. Hắn còn sống ý nghĩa liền là giao dịch a. À. Thế nhưng cùng bá tống huyền thánh tiếp xúc, hắn liền sẽ không may. Kiên nhẫn, ta cũng cần có kiên nhẫn, kiên trì liền là thắng lợi. Cái gì cũng có thể bán đại lão nói khẽ hoàn thành giao dịch bí tịch có ba cái. Một là kiên trì, hai là không biết xấu hổ, ba là kiên trì không biết xấu hổ. Đây là đi thông thành công giao dịch đường bí quyết. Hắn chỉ cần kiên trì cái con đường thí luyện cái một cái giao lộ. Đoạn thứ nhất bụi gai đường về sau, cái một đoạn đường là mất phương hướng người đường. Tại dưới một người giao lộ, tống thư hàng ba người nhất định sẽ tách ra. Đến lúc đó, hắn có thể lặng lẽ cùng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cùng với chân dài cô nương hoàn thành giao dịch. Về phần bá tống huyền thánh, hi hi hi, cùng hắn giao dịch. Không thể nào, bá tống huyền thánh đã bị hắn kéo vào sổ đen á. Tống thư hàng ba người vững vàng đi về phía trước, tại bụi gai đường trên đường, bọn hắn liền thấy được một vị người thất bại. Đó là một cái dài 5 mét ngô công tinh thần, nhưng hắn nhìn qua một chút cũng không đáng sợ, có chút quy bản phong cách vẽ không nghĩ tới ra ra ta thất bại ở chỗ này mà ta cũng ở đây đầu tiên chặn đường cướp của liền bại lui Ngô Công tinh thần yếu ớt thở dài quả nhiên cùng cha kêu chúng ta nhất tộc nếu như không có ngũ phẩm hóa hình tới đây con đường thí luyện hoàn toàn là tự tìm khổ ăn cái này bí cảnh rất ngược nhân loại không đúng là rất ngược Ngô Công Tống Thư Hàng yên lặng ngắm nhìn này Ngô Công tinh thần này Ngô Công tinh thần thất bại là có thể lý giải nó là tứ phẩm cảnh giới nhưng bởi vì giáp xác nguyên nhân thể chất của nó so với cùng cảnh giới yêu tu mạnh hơn ra một bậc. Cái này còn chưa tính, nó là biến dị chủng loại, tống thư hàng mơ hồ đếm xuống, hắn tổng cộng có 500 đôi chân. Bụi gai đường thống khổ là tác dụng tại chân bên trên. Nhân loại tu sĩ cần thừa nhận là hai cái chân đau khổ, hổ yêu tối đa cũng liền thừa nhận bốn chân đau, thậm chí hổ yêu còn có thể người lập mà đi. Mà cái này đầu ngô công tinh thần, cần thừa nhận 500 chân đau, quả thực là chân khống phúc lợi. Hắn có thể leo đến nơi đây, đã là hắn ý chí kiên định. Đối với chủng tộc khác mà nói, cái này bụi gai đường nghiến răng nhịn một chút cũng liền có thể đi qua. Thành thạo thời điểm ra đi còn có thể ma luyện ý chí, nhưng đối với cái này đầu ngô công tinh thần mà nói, mỗi chuyển một tấc đều là tại liều mạng. Tống thư hàng hướng về cái này đầu quy tranh khắc bản gió ngô công tinh vi hơi ôm quyền, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Tại đây trong thông đạo, Thời gian đã mất đi ý nghĩa. Thông đạo giống như không có đầu cuối, đi qua một cái đường rẽ nhưng như cũng không nhìn thấy điểm cuối. Chúng ta còn chưa tới sao? Vũ Nhu Tử khẽ nhíu mày, nàng tính cách tương đối nhanh nhẹn, vì vậy cảm giác được có chút khó chịu. Tống Thư Hàng mỉm cười, bình ổn tinh thần, đây cũng là thí luyện một loại. Là tôi luyện đạo tâm một bộ phận. Mấy trăm năm cô đơn lạnh lẽo hành sinh, lại để cho Tống Thư Hàng có thể thừa nhận ở nhàm chán huống chi lần này hắn không phải một mình còn có tô thị a thập lục cùng vũ nhu tử làm bạn ừ con đường này đối với đạo tâm tăng lên rất rõ ràng hơn nữa còn có thể thoáng tăng lên một chút thể chất tô thị a thập lục nói cũng không biết cái này con đường thí luyện ở vào chư thiên vạn giới bao nhiêu cái thế giới nàng tại thiên hà tô thị lúc cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này một cái bí cảnh ta tại đi đường này lúc đột nhiên nhớ tới ta trước kia xem qua một cái chuyện xưa. Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói. Vũ Nhu Tử nhãn tình sáng lên, tống tiền bối, giảng cho chúng ta nghe một chút. Thật khó chịu. Cái này chuyện xưa, kêu cao tăng khổ hành nhật ký. Tống Thư Hàng cười xấu xa nói. Đây chính là cái phần cuối hố to chuyện xưa. Nhân, nhân, PS liên quan tới A thập lục kiểu tóc lựa chọn, còn có cái bỏ phiếu, mọi người ưa thích loại nào kiểu tóc có thể đi tìm tòi, duyệt văn manga, hơi bác, đi bỏ phiếu. Hoặc là chú ý nãy kỵ hơi tin công chúng số tiếp đó bên trong có bỏ phiếu địa chỉ. chương 1385, đáng yêu sừng nhỏ. Tống Thư Hàng êm tai nói tới. Cao tăng khổ hành nhật ký cũng không phải tự thuật văn, mà là lấy ở ngoài đứng xem góc độ, đi viết một vị khổ hành cao tăng khổ tu quá trình. Cực kỳ lâu trước kia, có một vị cao tăng, hắn đầu chọc, người mặc đơn bạc phải bố quần áo đi chân không thân thể gầy còm nhưng hai mắt sáng ngời tinh khí thần sung mãn tống thư hàng nói rất phổ thông đại hòa thượng cái này chuyện xưa thú vị sao vũ nhu tử hỏi tô thị a thập lục che miệng cười khẽ thư hàng ngươi bây giờ còn là cái lớn đầu chọc tống thư hàng vô thức sờ lên bản thân đầu chọc không sợ ta có tăng phát thuật chờ quay đầu lại giải quyết hết tóc màu lam vấn đề Ta nghĩ nhiều tóc dài cũng không có vấn đề gì. Nguyện ý, ta còn có thể tóc dài tới eo. À, tống tiền bối tóc dài tới eo phía sau phải gả người nào. Vũ Nhu tử hi hi cười nói. Tống thư hàng vuốt vuốt huyệt Thái Dương, vì cái gì ta phải lập gia đình. Ta thế nhưng là trong nhà dòng độc đinh, đương nhiên là cưới vợ. Cửu châu nhất hào quần, tốt đẹp truyền thống chủ đề nhảy kiểu lạc đề. Rất nhanh người cũng không phải là dòng độc đinh, đột nhiên một thanh âm tại tống thư hàng sau lưng vang lên. Đó là một cái lạ lẫm thanh âm, phiêu hốt không chừng, mang theo cười xấu xa cảm giác. Tống thư hàng vừa quay đầu, lại không phát hiện bất luận kẻ nào. Là huyễn thính sao, tống thư hàng nghi ngờ nói. Không, ta cũng nghe đến, vừa rồi có cái thanh âm nói tống tiền bối người rất nhanh cũng không phải là dòng độc đinh. Vũ Nhu Tử nói, Tô Thị A thập lục nhẹ gật đầu, ta cũng thế. Ý gì, không phải dòng độc đinh, chẳng lẽ ba mẹ ta còn phải lại sinh một cái hay sao? Mặc dù nói trước đây ít năm mở ra hai con chính sách, bất quá ta ba mẹ đã không định lại muốn cái tiểu hài tử. Bởi vì ta khi đó lên một lượt sơ chung, Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử chọc chọc Tống Thư Hàng, Tống Tiền Bối, chúng ta bị giam vào thiên đạo phòng tối về sau, chư thiên vạn giới người đều quên chúng ta. A à, Di cùng thúc thúc có thể hay không cũng quên ngươi rồi. Tống Thư Hàng thân hình cứng đờ. Tô thị A thập lục, A di cùng thúc thúc phục dụng qua linh mạch bích trà còn có hoạt tuyển đi, bọn hắn hiện tại có lẽ càng ngày càng trẻ tuổi mới đúng. Bởi vì Tống Thư Hàng đối với Tô Thị A thập lục có ân, Tô Thị A thất lặng lẽ tại nhà Tống Thư Hàng phụ cận bố trí một ít đệ tử, chịu trách nhiệm bảo vệ Tống Thư Hàng an toàn của cha mẹ. Vì vậy Tống Ba Ba, Tống Mụ Mụ càng ngày càng trẻ tuổi sự tình, A thập lục cũng có tin tức tại tay. Vũ Nhu Tử vỗ tay một cái, A Di cùng thúc thúc quên Tống tiền bối, lại thêm bọn hắn biến càng ngày càng trẻ tuổi phía sau. Ừ, lấy ta thần thám vũ nhu tử suy đoán, chờ tống tiền bối ngươi khi về nhà, a di nói không chừng đã mang bầu đứa bé. Không biết là đệ đệ còn là muội muội đây. Tống thư hàng lập tức liền quỳ. Bởi vì loại khả năng này tính quá lớn. Như hắn về nhà, phát hiện mình nhiều hơn cái đệ đệ hoặc muội muội phải làm sao? Tống thư hàng trầm tư một lát sau. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy rất mang cảm giác. Nhiều đệ đệ hoặc muội muội, rất đáng yêu a. À. Hắn có thể vụng trộm mang nàng hoặc hắn đi ra ngoài chơi tỉ như lặng lẽ mang nàng hoặc hắn ngự kiếm phi hành, bay đến không trung bên trong, để nàng hoặc hắn tại trên bầu trời vui vẻ cười to. Hay hoặc là mang nàng hoặc hắn xuống biển, khởi động kiếm quang, một hơi trốn đến đáy biển ở chỗ sâu trong, làm cho các nàng sắp tới thể nghiệm đáy biển thế giới vẻ đẹp. Thậm chí hắn hiện tại ngũ phẩm, trực tiếp đến bầu trời cao cũng không thành vấn đề. Với hắn tại tại lúc còn rất nhỏ, có thể có lại để cho đệ đệ hoặc muội muội thể nghiệm như mộng ảo sinh hoạt. Tại những đứa trẻ khác tại làm lấy siêu nhân mộng, tiên nhân mộng, đại hiệp giấc mơ lúc, hắn có thể trực tiếp lại để cho đệ đệ muội muội thể nghiệm siêu nhân, tiên nhân sinh hoạt. Không tốt, đột nhiên thật sự có điểm mong đợi. Nếu như a di sinh ra cái nhi tử lời nói, thư hàng người có thể lập gia đình sao? A thập lục hỏi. Tống thư hàng một mặt mộng bức, ha ha. Xem biểu tình, ta liền đã hiểu. A thập lục sờ sờ cầm, vậy người có thể tiếp nhận lẫn nhau gả sao? Lẫn nhau gả, Tống Thư Hàng tiếp tục một mặt mộng bức. Nhà gái đến nhà trai, tiến hành một lần hôn lễ. Tiếp đó nhà trai tái giá đến nhà gái, đồng dạng tiến hành một lần hôn lễ. A thập lục hai tay khoa tay múa chân lấy nói. Làm cho người không cách nào hô hấp kết hôn hình thức. Dạng này thao tác có ý nghĩa sao? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Ừ, có ha có thể ứng phó một chút một ít lão ngoan đồng, Tô Thị A thập lục nói. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, lão ngoan đồng. Tống tiền bối người đối với tu chân giới hiểu rõ quá ít, tại tu chân giới một ít tu chân thế ra bên trong, luôn có chút lão ngoan đồng sẽ có, độc môn bí pháp không thể ngoại truyền, con gái gả đi ra ngoài liền là nhà người ta được rồi. Vì vậy công pháp truyền nam nhân không truyền nữ, con gái học được nhà mình độc môn công pháp về sau, cũng phải nghĩ biện pháp lại để cho công pháp không truyền ra ngoài, các loại ý tưởng. Vũ nhu tử hi hi cười nói. Cười cười, nàng đột nhiên đốn mộ đến. a à, thập lục đây là muốn lấy tống tiền bối. Thập lục cùng tống tiền bối quan hệ, có tốt như vậy sao? Nàng là cái gì cũng không biết. Thì ra là thế, tống thư hàng hiểu được. Kỳ thật những thứ này lão ngoan đồng tư duy phương thức đối với một cái, thế ra, mà nói cũng không tính sai lầm. Bởi vì đúng là loại này tư duy phương thức, có thể làm cho một cái thế ra càng dài lâu kéo dài xuống dưới. Thế ra chung quy cùng môn phái là khác biệt, đối với công pháp không thể ngoại truyền nguyên tắc nhìn nặng hơn. Kỳ thật vẫn có biện pháp giải quyết, Vũ Nhu tử dựng thẳng lên ngón tay nói, nếu như tống tiền bối thực lực người cảnh giới đầy đủ lời nói, sẽ không cái này phiền não á. Ít nhất thất phẩm tôn giả, không đúng, bát phẩm huyền thánh mới bảo hiểm, ừ, nếu có cử phẩm kiếp tiên sức mạnh, vô luận là môn phái nào, cái nào thế ra, cũng sẽ không có vấn đề. Người dù là muốn kết hôn thế gia gia đình nhà gái chủ, cũng không có người sẽ phản đối. Nếu như thiên hà tô thì cũng cất giấu nàng A cha đẳng cấp thực lực tồn tại, vậy ít nhất phải bát phẩm huyền thánh mới có thể bảo hiểm. Tô thị A thập lục nói, có đạo lý. Có đạo lý cái giám nha, các ngươi làm cửu phẩm kiếp tiên là cải trắng nha. Chúng ta, cửu châu nhất hào quần, trong hiện tại cũng không có một cái nào kiếp tiên. Liên huyền thánh đều mới chỉ có tân tấn bạch tiền bối cùng thất tu tiền bối, nhiều nhất lại thêm cái dự bị linh điệp tiền bối. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu tử hướng về Tống Thư Hàng chắp tay, bá Tống Huyền Thánh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tống Thư Hàng, nghiêm tâm, Vũ Nhu tử. Tô Thị A thập lục khẽ cúi đầu suy tư, không cần kiếp tiên, chỉ cần nàng tấn thăng đến thất phẩm tôn giả, có thể có đầy đủ lời nói quyền. Như nàng thành thánh, thiên hà Tô Thị bên trong không ai sẽ ngăn trở nàng, dụ dỗ nàng cũng không kịp. Ấy ra ra, chủ đề lệch ra. Vũ Nhu Tử vỗ tay một cái, nói Tống Tiền Bối, tiếp tục giảng ngươi cái kia chuyện xưa nha. Tống Thư Hàng, ta còn nghĩ đến đám các ngươi quên đề tài này. Tiếp tục giảng đi, chúng ta đang nghe, Tô Thị A Thập Lục nói. Khụ, ta đây tiếp tục nói, Tống Thư Hàng nói. Tiếp đó, hắn bắt đầu giảng thuật vị kia cao tăng khổ hành quá trình. Tỷ như tại trong đống tuyết hành tẩu, hơn 10 ngày không ăn không uống, cao tăng tại bén nhọn rừng loạn thạch bên trong hành tẩu chân trần dẫm ở bén nhọn trên hòn đá màn trời chiếu đất cao tăng gặp được một ít yêu thú chiến thắng nhưng không có giết chết yêu thú chỉ là chế phục chúng nó cao tăng một đường hành tẩu cuối cùng đến một mảnh đáng sợ rừng rập bên trong có các loại độc trùng cao tăng tiến nhập trong đó về sau lập tức liền trúng độc thiếu chút nữa chết mất bởi vì lúc đầu lấy dùng đại lượng hoa lệ từ ngữ Kỹ càng miêu tả cao tăng chúng độc kỹ càng trạng thái tống thư hàng giảng cái này chuyện xưa thời điểm cũng nhảy chẳng qua một đoạn này chúng độc cao tăng phát tím bờ môi bầm đen khuôn mặt kịch liệt thở dốc tiếng kêu thống khổ tuyệt vọng dùng ngón tay cầm lấy mặt đất tô thị a thập lục vũ nhu tử hai nữ luôn cảm giác cái này chuyện xưa có chỗ nào không thích hợp đối với cao tăng chịu khổ quá trình miêu tả quá nhỏ gây nên rồi a Tác giả theo viết cao tăng chịu khổ trong quá trình có thể sung sướng. Chúng độc cao tăng cử tử nhất sinh, nhưng cuối cùng dựa vào ý chí kiên cường lực lượng khắc phục cái này kịch độc một lần nữa khôi phục sinh cơ. Tống thư hàng nói rất giật lấy ý chí có thể vượt qua kịch độc lời nói, còn muốn giải dược làm gì vậy? Thời điểm này không đi tìm giải dược còn có bằng ý chí quả thực xả đản. Sau lưng cái kia hư ảo thanh âm đột nhiên chen lời nói. Tống Thư Hàng lại quay đầu nhìn sau lưng liếc, rất hiển nhiên có một vị cao thủ tại đi theo đám bọn hắn. Vị cao thủ này sức mạnh cao thâm mà chắc, Tống Thư Hàng đều cảm ứng không đến sự hiện hữu của hắn. Là cái gì cũng có thể bán tiền bối sao? Ta có đồ vật muốn mua." Vũ Như Tử hét lớn. Đang tại đậu đen rau má cái thanh âm kia, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng, quả nhiên là hắn a. À. Thư Hàng tiếp tục chuyện xưa. Tô Thị A thập lục híp mắt nói. Xuyên thấu qua cái này chuyện xưa nàng giống như, ngộ, đến một điểm đồ vật, thế nhưng còn có cách một lớp giấy, nàng không có hiểu được. Nàng muốn nghe xong cái này chuyện xưa. Vậy là, Tống Thư Hàng tiếp tục giảng thuật. Khổ hành cao tăng chân trần bay qua núi cao, vượt qua đầm lầy, bước qua sa mạc, bơi qua biển rộng. Gặp qua gió bão, chịu qua tia chớp bổ kích, vượt qua biển lửa, còn bị bão cát trôn sống qua kinh nghiệm của hắn quả thực Sparta, làm cho người ta bội phục đầu dạp xuống đất. Cuối cùng, Tống Thư Hàng liếm liếm khóe miệng, phía trước chân đệm này bao lâu, cực kỳ có ý tứ một đoạn tới. Vũ Nhu Tử nghe được, cuối cùng, hai chữ thời điểm, cũng nhắc lên hào hứng, cao tăng trải qua khổ hành về sau, đã nhận được cái gì. Tô Thị A thập lục đồng dạng vảnh tai, nàng cảm giác mình lập tức muốn, lĩnh ngộ còn kém cuối cùng một chút. Cuối cùng, hắn đã chết liền xương cốt đều hư thối tại trong đất bùn hắn dùng tánh mạng của mình xem như khổ hành của bản thân chung kết linh hồn của hắn rồi lại đã nhận được thăng hoa đây là tốt nhất khổ hành tống thư hàng đem cao tăng khổ hành nhật ký cuối cùng một tờ nội dung một chữ không thay đổi đọc chậm đi ra ta ích còn có thể không thể vui sướng nghe chuyện xưa vậy mà chết cái gì cũng có thể bán đại lão lại nhịn không được đậu đen rau má nói ta ngược lại cảm thấy là có ý tứ chuyển hướng, làm cho người ta rất có đậu đen rau má xúc động. Vũ Nhu Tử nói, lúc này, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên vươn tay ra, điểm hướng hư không. Trong hư không, ẩn ẩn có một đạo bạch quang hiện lên. Ngay sau đó theo đạo bạch quang kia bên trong, có công đức, lực lượng phản hồi đến Tô Thị A Thập Lục trên thân. A Thập Lục sau lưng, có một đạo tiểu bạch long thân ảnh chợt lóe lên. Tống thư hàng mở to hai mắt nhìn, a thập lục ngươi lĩnh ngộ. Cao tăng khổ hành nhật ký, bên trong cất giấu, siêu độ phương pháp nhưng có lẽ muốn phối hợp địa tàng độ hồn kinh cùng một chỗ sử dụng mới có hiệu quả. Mà a thập lục cũng không có nắm giữ địa tàng độ hồn kinh, nàng tiện tay chỉ một cái, liền thành công sử dụng siêu độ phương pháp. Cái này là siêu độ thuật pháp, a thập lục nói khẽ. Đang khi nói chuyện, ba người đồng thời bước ra một bước cuối cùng. Bụi gai đường chấm dứt. Tống Thư Hàng trên thân hào quang tăng vọt, tại hắn sau lưng thứ 10 con viễn cổ cự viên cùng nho ra kinh văn thành hình. Vũ Nhu Tử trên thân đồng dạng hiện lên màu sắc rực rỡ hào quang, thể chất tăng cường. A thập lục sau lưng bạch long như ẩn như hiện, tại đỉnh đầu của nàng, có hai chi đáng yêu tiểu long sừng chui ra. chương 1386, khí phách vàng, thời thượng bạc. Một đôi rất đáng yêu sừng rồng nhỏ, óng ánh sáng long lanh, như là thủy tinh điêu khắc. Vũ Nhu Tử nhìn chằm chằm vào đầu nàng nhô lên sừng nhỏ, hỏi thập lục, người không có vấn đề đi. Khá tốt, thể chất đã nhận được rất lớn tăng cường, cái này con đường thí luyện rất hữu hiệu quả. Tô Thị A thập lục gật đầu nói. Vũ Nhu Tử chỉ chỉ A thập lục đầu, không, ta nói chính là ngươi đỉnh đầu sừng nhỏ. Tô Thị A thập lục lúc này mới cảm giác được đầu mình bộ phận dài ra đồ vật, nàng đưa tay đi chạm đến đỉnh đầu sừng nhỏ. Làm nàng tay của mình tiếp xúc đến sừng nhỏ thời điểm, trong miệng nhịn không được yêu kiều lên tiếng tới đây. Mới sinh sừng nhỏ rất mẫn cảm. Ngay sau đó, Tô Thị A thập lục thân thể nóng lên, theo trên người nàng có một hồi hơi hình dáng sương mù phát ra. Sương mù đem thân thể nàng bao phủ thôn vân thổ vụ, tại trong mây mù phi hành vốn chính là rồng bản năng. Người trạng thái có chút không đúng, những thứ này sương mù rất bị phỏng. Vũ Nhu Tử nói, nàng vừa khoảng cách Tô Thị A thập lục khá gần, chỉ cảm thấy hơi đập vào mặt thời điểm, bị phỏng dọa người. Là có chút không đúng, Tô Thị A thập lục khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vừa dứt lời, nàng thân hình thẳng tắp về phía trước đánh tới. Một bên tống thư hàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đưa tay đem Tô Thị A thập lục tiếp được. Hắn trên cánh tay, cương thủ, hào quang lóe lên rồi biến mất. Cương thủ là rèn sát thần kỹ, cho nên khi tống thư hàng tay tiếp xúc đến nhiệt độ cao lúc, hắn sẽ tự động kích hoạt. Chẳng qua hắn một kích đang sống lúc, Tống Thư Hàng liền chủ động đem hắn giải trừ. Cương thủ sẽ để cho hai tay của hắn cứng rắn như sắt, dạng này ôm A Thập Lục lời nói, sẽ cấn đến nàng. Quả nhiên rất bị phỏng, là không phải là bởi vì Bạch Long nguyên nhân. Tống Thư Hàng cau mày hỏi. Tiểu Bạch Long hiện tại lấy cùng loại, công đức xà mỹ nhân, hình thái phụ thân vào tô thị A Thập Lục trên thân. Nâng Tiểu Bạch Long phúc, tô thị A Thập Lục thiên kiếp thương thế mới có thể kín miệng. Nhưng Tống Thư Hàng có chút lo lắng, sở tiểu bạch long là đoạt xá tô thị a thập lục thân thể vừa vặn thừa dịp hiện tại xem xét một chút a thập lục trạng thái tống thư hàng tâm niệm vừa động tay phải nghịch kình vũ sĩ quyền sáo đầu ngón tay vị trí mở ra lộ ra ngón tay của hắn ngón tay của hắn tiếp xúc đến tô thị a thập lục phần eo vị trí xem xét bí pháp khởi động kim sắc phù văn theo hắn trong hai mắt thoáng hiện tại tô thị a thập lục trên thân vòng một chuyến hóa thành nghịch chuyển đồng hồ báo thức, dạo qua một vòng. Sau đó, Phù Văn trở về, xem xét bí pháp hoàn thành. Tống Thư Hàng trên cánh tay chỉ là đã nứt ra một đạo thương tích nhỏ, tiên huyết cũng còn không có tới kịp chảy ra, cũng đã kín miệng. Xem xét A thập lục đại giới thấp như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng A thập lục tương đối quen thuộc nguyên nhân, mới tin tức không nhiều, vì vậy đại giới tương đối nhỏ. Lúc này, giám định kết quả xuất hiện ở Tống Thư Hàng trong đầu. Tô thị A thập lục váy liền áo, cỡ A16. Từ thiên hà tô thị, tiên váy danh ra, tô thị trường sinh quả tiên tử củ lạc xếp đặt thiết kế, trường sinh quả tiên tử củ lạc sư thừa, tiên váy xếp đặt thiết kế tông sư, đông qua tiên tử. Am hiểu nhất xếp đặt thiết kế có, thời thượng hoàng hậu, danh xưng là váy liền áo mẫu mã. A16 cái này mẫu mã chuyên vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử xếp đặt thiết kế, mặc nó vào, coi như là cần cỗi độ cong, cũng có thể lộ ra vô cùng có mị lực cái kia trói buộc tiểu nhân kích thước lưng áo, càng có thể phụ trợ ra nhỏ nhắn xinh xắn loại hình tiên tử cái kia yêu kiều một đôi eo thon nhỏ. Cổ áo vị trí vừa đúng bầy ra nhỏ nhắn xinh xắn loại hình tiên tử khiêu gợi xương quai xanh. Nhìn kỹ, có phải hay không cảm giác đó là thiếu nữ trên thân rất có mị lực vị trí. Tống thư hàng không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào A thập lục xương quai xanh vị trí. A thập lục xương quai xanh là chữ V xương quai xanh, rất có linh khí xương quai xanh bên trong có thật sâu vòng xoáy, liền phảng phất có ma lực thông thường, một mực hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt. Chờ chút, dừng lại, Tống Thư Hàng dùng sức lắc đầu. Lật bàn A, hỗn đản. Tay của hắn đặt tại Tô Thị A thập lục trên thân, muốn xem xét A thập lục trạng thái, xem xét bí pháp rồi lại xem xét ra A thập lục trên thân váy liền áo tin tức. Làm sao luôn cảm giác cái này xem xét bí pháp càng ngày càng ti tiện rồi hả? Quả nhiên, tống đầu gỗ mân mê đi ra đồ vật, cùng với bản thân hắn, càng ngày càng lệch ra. Tống tiền bối, ngươi làm sao vậy? Vũ nhu tử hiếu kỳ hỏi. Tống thư hàng nói, ta vừa rồi chuẩn bị cho A thập lục xem xét thân thể tình huống, chẳng qua xem xét bí pháp xảy ra chút sai lầm nhỏ. Ta lại đến một lần. Chính là cái kia dùng một lát muốn lớn trào máu bí thuật sao? Ta đây là tống tiền bối chuẩn bị trì rũ thuật, Vũ Nhu Tử vội vàng duỗi ra hai tay, trong miệng nhanh chóng niệm tụng chú văn, chuẩn bị tốt chỉ rũ thuật. Tống Thư Hàng khẽ ngồi xổm xuống, một tay ôm A Thập Lục, tay phải đầu ngón tay tiếp xúc tại A Thập Lục bàn tay nhỏ bé lên. Êm ái, lạnh bốt lạnh. A Thập Lục thân thể đỏ lên, thậm chí tại tỏa ra bị phỏng người hơi, nhưng thân thể của nàng ngược lại lạnh bốt thoải mái dễ chịu. Xem xét bí pháp, Tống Thư Hàng lần nữa thi triển xem xét bí thuật, kim sắc phù văn lần nữa rơi vào A thập lục trên thân, hóa thành nghịch chuyển kim đồng hồ. Còn lần này, Tống Thư Hàng toàn thân có mấy trăm đạo vết thương bộc phát ra. Xem xét tô thị A thập lục muốn trả giá cao nặng vượt qua hắn tưởng tượng. Nghịch kinh quyền sáo, bên trên kình thân hóa lộ chú tự động phát động, có linh lực hóa thành mưa móc rơi vào Tống Thư Hàng trên thân. Đồng thời, một bên vũ nhu tử đưa tay hướng Tống Thư Hàng trên thân nhấn một cái. Linh điệp đảo chữa trị bí thuật thi triển ra, nhanh hơn Tống Thư Hàng miệng vết thương kín miệng. Tống Thư Hàng vết thương trên người nhanh chóng khôi phục, chẳng qua trên tinh thần, gấp 10 lần đau đau khổ, lại sẽ không biến mất, kéo dài kích thích Tống Thư Hàng. Khá tốt, còn đang ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Tống Thư Hàng nói thầm, xem xét bí thuật phản hồi tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tô Thị A Thập Lục, Tô Thị một đời tuổi trẻ lớn nhất thiên phú đệ tử, tiềm lực to lớn, tứ phẩm tiên thiên cảnh giới, thân cao một. 502 m am hiểu đao pháp, am hiểu vẽ tranh. Đây là A thập lục trụ cột nhất tin tức, theo tấn chức tứ phẩm cảnh giới về sau, A thập lục cao lớn một chút. Cao lớn không, 002 m thật đáng mừng. Đây là xem xét bí pháp phản hồi tới luồng thứ nhất xem xét kết quả, nhìn đến đây thời điểm, Tống Thư Hàng đã an tâm rất nhiều. Bởi vì A thập lục còn là A thập lục. Ngay sau đó, càng sâu tầng giám định tin tức phản hồi đến. Bốn tháng trước, Tô Thị A thập lục ăn vào, lòng cốt khô đằng chữa trị thiên kiếp thương thế. Đạt được công nước bạch long hộ thể, chịu công nước bạch long ảnh hưởng, Tô Thị A thập lục thân thể hiện ra bộ phận long hóa hiện tượng. Công nước bạch long nguyên ở tất tất tất. Càng nhiều nội dung một, bởi vì liên quan đến tống tất, cá nhân tư ẩn, vì vậy bộ phận nội dung không đáng lấy mở ra, kính thỉnh thông cảm. Càng nhiều nội dung hai bởi vì này bộ phận nội dung liên quan đến tống tất tất, cùng, rồng tất tất, bát quái, do vậy không đủ 180 tuổi tu sĩ cấm xem. Tống Thư Hàng, phẫn nộ ném, lật bàn, không đúng, nhấc lên sàn nhà nữa a à, hỗn đản. Đem lúc ban đầu, xem xét bí pháp, trả lại cho ta a à. Chẳng qua, tỉnh táo lại lời nói, cũng không tính không có thu hoạch. Ít nhất có thể biết rõ, này công đức bạch long cùng, tống đầu gỗ, tên kia có quan hệ. Hơn nữa, giữa hai người còn có bát quái. Tống đầu gỗ cùng rồng. Tống Thư Hàng trong đầu lập tức kết nối đến một cái manh mối, ngư kiều kiều tại Long Vương Điện trông được đến liên quan tới tống đầu gỗ cùng Kim Long Thủy Tổ ở giữa bát quái. Kim Long Thủy Tổ có lẽ cùng, sở các chủ, đều là tống đầu gỗ vung muội gieo xuống quả. Cùng sở các chủ khác biệt, Kim Long Thủy Tổ rất sớm trước kia liền là trường sinh giả sức mạnh, là viễn cổ thiên đình, chúng đứng đầu nhất lưu cường giả. Tống đầu gỗ năm đó còn rất nhỏ yếu thời điểm, liền ôm vào Kim Long Thủy Tổ bắp đuôi cũng không biết tên kia như thế nào đạt được Kim Long thủy tổ tâm hồn thiếu nữ. Tiếp đó, mỗi lần Tống Đầu gỗ bị người đánh khóc về sau, liền sẽ chạy đến tìm Kim Long thủy tổ chống đỡ chàng tử. Theo manh mối đến xem, Kim Long thủy tổ không chỉ một lần ra mặt, thay Tống Đầu gỗ dọn dẹp địch nhân. Mặt khác, cái kia Bạch Long Tống thư hàng cũng có một chút manh mối hắn trong trí nhớ, mình ở thần bí đảo, đoạn ngắn trong trí nhớ, gặp qua trong quan tài kính Bạch Long. Bạch Long cùng Kim Long thủy tổ có quan hệ sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc hắn suy tư thời điểm, Tô Thị A thập lục trên thân cái kia hư ảo, công đức Bạch Long, ngưng tụ. Đó là một cái xinh đẹp đến cực điểm Bạch Long, tinh tế thon dài Long Khu, tản ra một loại cao quý chính là khí tức. Không có sai, chính là mình tại trong quan tài kính gặp qua cái kia Bạch Long. Kết hợp ngư kiều kiều tại, Long Vương Điện, ở bên trong lấy được manh mối, này Bạch Long rất có thể là Kim Long Thủy Tổ, chuyển sinh thể, hoặc là con gái, hậu duệ các loại tồn tại. Năm đó Kim Long Thủy Tổ, cùng Bắc Phương Đại Đế, dùng từ kiếp, biện pháp, từ viễn cổ thiên đình cái này trong cuộc thoát thân. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Công đức Bạch Long khẽ cúi đầu, con mắt theo dõi hắn, nàng con mắt sáng ngời, hiển nhiên cùng công đức xả mỹ nhân có ý chí của mình. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn lại Bạch Long. Trước đó đã nói a, à, ta không phải tống đầu gỗ. Hắn nồi ta không cóng, người lúc trước đã sai đánh qua ta một lần, lần này lại sai đánh lời nói, ta cũng sẽ trở mặt đó a. À. Tống Thư Hàng lớn tiếng dọa người. Bạch Long mở chừng hai mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Một lát sau, nàng lại xoay đầu lại, nhìn qua Vũ Nhu Tử, lại chừng mắt nhìn bởi vì Vũ Nhu Tử cái này hay kỳ bảo bảo lúc này đang tại đâm nàng Long Vĩ. Ha ha, thấy Bạch Long nhìn mình chằm chằm thời điểm, Vũ Nhu Tử ngại ngùng cười cười, tốt chân thực, vuốt liền giống như vuốt thật thể. Bạch Long khẽ thu hồi cái đuôi của mình, lại quay đầu trở lại tới đây nhìn về phía Tống Thư Hàng. Màu trắng đẹp không, một cái ôn nhu đại tỷ tỷ thanh âm, tại Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, màu trắng tự nhiên là đẹp mắt, có linh khí. Một bên Vũ Nhu Tử nói, màu trắng là rất tốt nhìn, bất quá ta cảm giác kim sắc càng bổng. Khí phách vàng, thời thượng bạc, màu trắng bạc chỉ là thời thượng, nhưng chưa đủ khí phách, quá đại chúng. Khí phách vàng, thời thượng bạc, những lời này, lúc ấy cũng có tiểu gia hỏa nói với ta ta. Bạch Long cái kia nhà bên đại tỷ tỷ thanh âm tiếp tục tại tống thư hàng, vũ nhu tử trong đầu vang lên. Tống đầu gỗ, tống thư hàng vô thức nói. Ừ, chính là cái kia ngu ngốc, Bạch Long ôn nhu nói, người biết không, kỳ thật cực kỳ lâu phía trước. Ta theo sinh ra lúc liền là một cái bạch long. Tống Thư Hàng, chờ chút, Kim Long Thủy Tổ từ nhỏ là Bạch Long. Hắn đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Về sau có cái ngu mốc nói với ta, khí phách vàng, thời thượng bạc. Tiếp đó có một ngày, ta thức dậy, phát hiện ta biến thành Kim Long. Ngày đó, ta lần đầu tiên đem cái kia ngu mốc đánh đến khóc. Bạch Long thanh âm ấm áp đến làm cho người ta xương cốt mềm mại. chương 1387, có một cái, bế một cái. Vũ Nhu Tử mở chừng hai mắt, trong vòng một đêm biến thành vàng. Nhuộm màu rồi hả? Nên đánh, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tống đầu gỗ tên kia cũng không biết dùng biện pháp gì, vậy mà đem Bạch Long biến thành Kim Long. Đáng sợ hơn chính là trong tương lai thời gian lâu như vậy trong, Kim Long Thủy Tổ cũng không có biện pháp đem trên người mình, Kim Sắc, rút đi. Thật tốt một cái Bạch Long, cuối cùng tại Long Tộc ghi chép bên trên đã trở thành tiếng tăm lừng lẫy Kim Long Thủy Tổ ghim tâm cũng không biết tống đầu gỗ là nơi nào mua được nhuộm màu tài liệu. Hắn chát phấn kỹ thuật lại là từ chỗ nào học được. Có thể đem một cái bạch long đều tẩy thành kim long. Tóm lại, Kim Long thủy tổ chỉ đem ra hỏa này đánh đến khóc đã rất cho hắn mặt mũi, nếu như đổi thành hắn mà nói, nhất định phải đem tống đầu gỗ tên kia cũng nhét vào thuốc nhuộm trong, đưa hắn cũng nhuộm thành kim sắc. Không, tốt nhất đưa hắn nhuộm thành màu bạc, lại để cho hắn cả đời thời thượng bạc đi. Chờ chút từ chỗ nào mua nhuộm màu kỹ thuật. Lúc ấy tống đầu gỗ sức mạnh còn không phải rất mạnh, vẫn còn thường xuyên bị người đánh khóc, chạy đi tìm kim long thủy tổ tìm chàng tử giai đoạn. Cái kia lấy thực lực của hắn, có lẽ không có đem ít nhất, kiếp tiên, cảnh giới bạch long biến thành kim long thủ đoạn. Vì vậy, cái kia nhuộm màu kỹ thuật rất có thể là từ đâu mua. Chư thiên vạn giới bên trong, có thể bán loại vật này, tựa hồ chỉ có một vị đi. Cái gì cũng có thể bán đại lão, không phải vị này đại lão bán đi đồ vật cho tống đầu gỗ đi. Tống thư hàng trong đầu trước tiên liền nhớ lại vị kia khoác cái mền thương nhân. Khổ, còn là không muốn sách việc này. Cái gì cũng có thể bán đại lão gần nhất đã rất thảm rồi, nếu như mình lại, nhanh mồm nhanh miệng, đưa hắn để lộ ra đi lời nói, đuổi giết cái gì cũng có thể bán đại lão người nói không chừng muốn tăng thêm một vị, kim long thủy tổ. Cái gì cũng có thể bán đại lão rất manh, muốn quý trọng hắn. Khổ, cái kia bạch long tiền bối, người tại sao sẽ phụ thân vào A thập lục trên thân? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hắn đây là ở nói sang chuyện khác. Nếu như tiếp tục tại, nhuộm màu, cái đề tài này bên trên kế dậy xuống dưới lời nói, một bên vũ nhu tử bảo bảo nói không chừng liền sẽ linh quang lóe lên, nhớ tới cái gì cũng có thể bán, đại lão. Lấy vũ nhu tử tính cách, nói không chừng liền sẽ đem đại lão bán đi. Yên tâm đi, ta đây không phải chuyển sinh thủ đoạn, Ta chuyển sinh thủ đoạn lưu lại trong Long mộ, chờ cái kia ngu ngốc đi tìm ta." Bạch Long ôn nhu nói. Tống Thư Hàng trong lòng một nhét, quả nhiên thần bí đảo bên trên, trong Long mộ bên trong quan tài thủy tinh Bạch Long đang chờ Tống Đầu Gỗ đi làm thức tỉnh nàng. "Cái kia, nếu như Tống Đầu Gỗ một mực không có đi trong Long mộ tìm ngươi đây." Tống Thư Hàng nói. Bạch Long khẽ ngẩng đầu, ta đây vẫn chờ hắn. Một mực chờ đợi cũng không phải là cái biện pháp tốt không bằng cho hắn định cái cuối cùng kỳ hạn, tỉ như mấy trăm năm A, à, mấy nghìn năm A à các loại. Quá hạn không đợi, hoặc là, một số năm sau, tống đầu gỗ còn không qua đây, ngài liền đi ra ngoài đưa hắn đánh khóc. Tống Thư Hàng đề nghị. Bạch Long cúi đầu nhìn qua Tống Thư Hàng, trong mắt hiển hiện vui vẻ, người cùng Tống đầu gỗ ở giữa có rất nhiều nhân quả, người như vậy hố hắn thật không có vấn đề sao. Liên quan tới điểm ấy, Cửu Châu Nhất Hào Quần Tam Lãng Tiền Bối có một câu danh ngôn, Bản thân tìm đường chết kết quả, ẩn chứa nước mắt cũng muốn nuốt xuống. Tìm đường chết lúc trước, muốn có thừa nhận tìm đường chết kết quả chuẩn bị tâm lý. Tống Thư Hàng thản nhiên nói. Vũ Nhu Tử nhấc tay nói, "Tống Tiền Bối, nửa câu sau lời nói là của ta danh ngôn, không phải tam lãng tiền bối. Chúng ta không phải hai ba tuổi hài tử, mỗi lần tìm đường chết phía trước, muốn nghĩ tốt bản thân khả năng trả giá cao." Tống Thư Hàng. Bạch Long khẽ cúi đầu xuống. Cưng chiều dùng chán của mình nhẹ nhàng đụng chạm vũ nhu tử cái chán. Bạch Long tựa hồ rất ưa thích vũ nhu tử. Khổ, cái kia Bạch Long tiền bối. A thập lục Long hóa là chuyện gì xảy ra? Tống thư hàng hỏi. Hắn lo lắng nhất chính là cái này vấn đề. Vốn là nhân loại tu sĩ A thập lục. Hiện tại chiếu giỏi, chân ngã, lúc. Vậy mà đều nghe theo ra Bạch Long bộ dáng. Tiểu thập lục, hóa rồng, sự tình, ta chỉ là kíp nổ. Nàng lúc trước ăn vào. Long cốt khô đằng đồng thời trong cơ thể của nàng thì có chân long huyết mạch. Theo ta mượn nàng công đức lực lượng hóa hình trong cơ thể nàng chân long huyết mạch bị kích hoạt. Bạch Long nhẹ giọng giải thích nói. A thập lục có chân long huyết mạch tống thư hàng gãi gãi đầu. Lúc trước hắn nhớ kỹ bản thân hỏi qua A thập lục thiên hà tô thị có phải hay không long tộc huyết mạch. A thập lục phủ nhận a. Chờ chút thiên hà tô thị không có chân long huyết mạch không có nghĩa là A thập lục mẫu thân một hệ không có a có lẽ nàng chân long huyết mạch nguồn gốc ở mẫu thân của nàng một hệ. Tóm lại, đang nghe Bạch Long giải thích cặn kẽ về sau, Tống Thư Hàng rốt cuộc triệt để yên tâm lại. Coi như là hóa rồng, cũng không phải là ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Mà là A thập lục đào móc ra nàng chân long huyết mạch, không phải biến dị. Nếu như tiểu thập lục không có chân long huyết mạch, ta cũng không cách nào lấy công đức thân thể kèm ở trên người nàng, thủ hộ nàng. Bạch Long ôn nhu nói. Chẳng qua, bởi vì nàng nhập vào thân tại A thập lục nguyên nhân, trong thời gian ngắn A thập lục tính cách sẽ phải chịu ảnh hưởng của nàng. Gần nhất A thập lục thường xuyên sẽ ôn nhu như nước, có đôi khi liền giọng nói đều ôn nhu làm cho người ta xương cốt mềm mại, liền là bạch long nhập vào thân nguyên nhân. Loại ảnh hưởng này cũng không bền bỉ, nhiều nhất 2-3 tháng thời gian, liền sẽ biến mất. Vì vậy, Bạch Long cũng không có sách việc này. Cảm ơn Bạch Long tiền bối giải đáp, dạng này ta an tâm. Tống Thư Hàng đem A Thập Lục ôm lấy, Vũ Nhu Tử, bọn chúng ta đợi A Thập Lục tỉnh lại. Còn là tiếp tục con đường thí luyện. Thí luyện cơ hội, khó được, không bằng bọn chúng ta đợi A Thập Lục tỉnh lại. Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Con đường thí luyện hiệu quả tốt như vậy, bỏ lỡ phải chờ vài trăm năm. Vậy là, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử tại, bụi gai đường, đầu cuối, tìm khối địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Nơi cuối cùng, Giai đoạn thứ nhất thí luyện đã chấm dứt, bụi gai đường cái chủng loại kia như kim châm cảm giác biến mất. Tống thư hàng ôm ấp lấy A Thập Lục, đem nàng đặt ở chân của mình lên. Vũ Nhu tử ngồi ở Tống thư hàng bên người, Tống Tiền Bối, đem A Thập Lục thân thể thả một bộ phận đến ta đây đi. Dạng này thuận tiện nàng nghỉ ngơi. Tống thư hàng, làm sao thả? Ta đến ta đến, Tống Tiền Bối ngươi không nên cử động. Vũ Nhu tử vui vẻ nói cũng không biết nàng vì cái gì vui vẻ như vậy. Một lát sau, Vũ Nhu tử cùng Tống thư hàng cũng xếp hàng ngồi, hai người chân đều để nằm ngang. Không có đối với so với sẽ không có thương tổn, hai người chân vừa để xuống bình an về sau, Tống thư hàng chân liền lộ ra ngắn nhỏ. Rõ ràng hắn cũng có thể miễn cưỡng coi như là chân dài tiểu ca. Tiếp đó, a thập lục đầu gối ở Vũ Nhu tử trên đùi, chân thì tựa ở Tống thư hàng trên chân. Thì cứ như vậy, chờ A Thập Lục tỉnh lại. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, Bạch Long, Tiểu Thập Lục rất nhanh liền sẽ thức tỉnh, cái này con đường thí luyện để nàng huyết mạch kích hoạt trước giờ một bước, hóa rồng quá trình nhanh hơn một ít. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên phát ra một tiếng yêu kiều. Tống Thư Hàng, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Quả nhiên, Vũ Nhu Tử chính cẩn thận từng ly từng tí nhéo Tô Thị A Thập Lục đỉnh đầu sừng nhỏ nàng nhẹ nhàng sờ, trong lúc ngủ mơ A thập lục liền sẽ không tự chủ được kiều gọi một tiếng. Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay nhào nặn sừng nhỏ, tô thị A thập lục liền sẽ không ngừng yêu kiều lên tiếng tới đây. Vũ nhu tử, nhanh, ngừng, mau dừng lại, tống thư hàng vội vàng kêu ngừng nói. Đã biết rõ vũ nhu tử lúc trước một mặt vui vẻ biểu lộ có vấn đề. Ồ, ta vỗ về A thập lục sừng thời điểm, tống tiền bối cũng sẽ có cảm giác. Vũ nhu tử mở chừng hai mắt, khóe miệng lộ ra cười xấu xa ha 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 bạch long cười ha hả nàng lần nữa khe cúi đầu nhẹ nhàng đụng phải đụng vũ nhu tử vũ nhu tử lưu luyến không rời đưa tay theo a thập lục sừng nhỏ bên trên dịch chuyển khỏi a thập lục thật đáng yêu tống thư hàng đúng rồi tống tiền bối một lần cuối cùng ta đến bóp a thập lục long giác người dùng di động giúp ta ghi xuống video có được hay không vũ nhu tử nói Tống Thư Hàng lắc đầu liên tục vết xe đổ, phía sau xe phải chú ý. Lúc trước, hắn suy nghĩ coi lại, phụng bồi Vũ Nhu Tử cho Bạch Tiền bối ghim các loại song đuôi ngược, còn chế tác đã thành Bạch Tiền bối biểu luộc túi sách loại này những chuyện tương tự tuyệt đối không đúng phát sinh nữa. Cái kia, Tống Tiền bối người tới bóp, ta đến đập video được không nào? Vũ Nhu Tử lại nói, Tống Thư Hàng dùng sức lắc đầu ngộ nhỡ long giác đối với a thập lục mà nói là thần thánh không thể xâm phạm địa phương làm sao bây giờ tống tiền bối người thay đổi vũ nhu tử một mặt bi thống nói trước kia sẽ phối hợp ta đập bạch tiền bối xong đuôi ngựa tống tiền bối biến cổ hủ nào có nghiêm trọng như vậy a à? hơn nữa người dùng lời nói kích ta cũng không dùng ta là tuyệt đối sẽ không phối hợp người đập video tống thư hàng nói vũ nhu tử thẻ lưỡi tiếp đó nàng vỗ vỗ tay một cái hư ảo linh quỷ xuất hiện ở vũ nhu tử bên người. Vũ nhu tử linh quỷ thế nhưng là cùng tống thư hàng cùng một chỗ bắt. Tống tiền bối người không giúp ta, tự ta có người giúp đỡ vũ nhu tử dương dương đắc y nói. Nàng đưa điện thoại di động giao cho linh quỷ. Linh quỷ thuần thục mở ra đập video công năng. Tiếp đó, vũ nhu tử cẩn thận từng ly từng tí nắm tô thị A thập lục sừng nhỏ, nhẹ nhàng sơ. A à, tô thị A thập lục yêu kiều lên tiếng tới đây. Tống Thư Hàng, Bạch Long, ha 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 ha. Nàng hoàn toàn không có muốn ngăn cản Vũ Nhu Tử ý tứ. Cưng Triều, JPG, Tống Tiền Bối, người thật không đến thử xem sao. Cảm giác siêu cấp bổng Vũ Nhu Tử xoay đầu lại nói. Tống Thư Hàng khoát tay nói, không được. Ồ, lại phát sinh biến hóa. Lúc này, Bạch Long nói khẽ. Chỉ thấy A Thập Lục cái chán, hiển hiện một mai xinh đẹp Long văn ấn ký tiểu thập lục tư chất so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Nàng kế tiếp sẽ tiến nhập hôn mê tiến hóa giai đoạn, thời gian chỉ sợ muốn kéo dài mấy ngày đến một tháng. Bạch Long thanh âm ôn nhu tại Tống Thư Hàng, vũ nhu tử trong đầu vang lên. Muốn lâu như vậy, Tống Thư Hàng thở dài. Đã như vậy lời nói, chỉ có trước lưng A thập lục tiếp tục kế tiếp con đường thí luyện. Đi thôi, vũ nhu tử, chúng ta tiếp tục con đường thí luyện, nhìn xem điểm cuối về sau, có thể hay không rời đi cái này bí cảnh?" Tống thư hàng nói. "Được rồi, Vũ Nhu tử có chút không muốn nói, nàng cuối cùng lại cẩn thận từng ly từng tí nhéo nhéo A Thập Lục Long Giác. Cảm giác thật tốt, thật muốn mình cũng có thể có như vậy một đôi long giác. 3. Đột nhiên, theo A Thập Lục trên người có một lớp hồ quang điện tăng vọt. "Vũ Nhu tử, Tống thư hàng cùng A Thập Lục thân thể tiếp xúc, trực tiếp bị hồ quang điện đánh trúng." "A a a, Vũ Nhu tử trước mắt êm ái nằm xuống. Tống Thư Hàng bị điện toàn thân run lên, chẳng qua hắn dựa vào ý chí của mình chống đi xuống. Nhìn qua hôn mê vũ nhu tử cùng hôn mê kỳ thập lục, Tống Thư Hàng yếu ớt thở dài. Nếu không, có một cái, bế một cái. chương 1388, y gạch dưới am gạch dưới thiên đế. Bế một cái, có một cái. Hắn vừa không có ba đầu sáu tay, chính hắn sáng tạo cái kia ba đầu sáu tay mang giả chữ. Hơn nữa vũ nhu tử cùng Tô thị A thập lục cũng không phải là tiểu hài tử. Vì vậy, Tống thư hàng chỉ có thể lựa chọn một loại khác biện pháp. Xuất hiện đi, tôm hùm thần chiến xa, Tống thư hàng quát khẽ một tiếng. Theo hắn, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, bên trong, cái kia chiếc thần hành chiến xa vọt ra, rơi vào Tống thư hàng trước mặt. Người kéo xe là hai cái trông rất sống động tôm hùm. Không đúng, là hà long, cả hai vẫn có khác nhau một cái là họ tôm, một cái là họ rồng. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đem A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử phóng tới trên chiến xa. Tiếp đó, hắn tự mình đi bộ lôi kéo xe, tiếp tục bước vào con đường thí luyện xuống nhất giai đường. Trên chiến xa, công đức Bạch Long thu nhỏ hóa về sau, thủ hộ tại Tô Thị A Thập Lục bên người. Trên đường, nàng một mực đang quan sát Tống Thư Hàng, còn có bên người Vũ Nhu Tử. Con đường thí luyện giai đoạn thứ nhất là, bụi gai đường sau đó có, gió bão đường, kịch độc rừng rậm, lôi đình đường, hỏa diệm sơn. Một đám một loạt thí luyện. Tống Thư Hàng một bước một dấu chân, lôi kéo thần hành chiến xa, khó khăn đi về phía trước. Con đường thí luyện hiệu quả rất tuyệt, đáng tiếc Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A thập lục muốn bỏ qua cơ hội này. Thời gian cực nhanh. Hai ngày sau, mùng 4 tháng 10, thứ sáu, địa cầu hoa hạ thời tiết không biết. Tống Thư Hàng rốt cuộc qua cửa con đường thí luyện, đi tới cửa ra đem hắn một bước bước ra thời điểm, chỉ cảm thấy trên thân một nhẹ, phảng phất có nghìn cân gánh nặng rơi xuống. Một chuyến, con đường thí luyện, đi xuống, thể chất của hắn lại tăng mạnh rất nhiều. Tại hắn sau lưng, lại thêm một con viễn cổ thánh viên hư ảnh. 11 đầu viễn cổ thánh viên hư ảnh xếp thành một loạt, trung gian là bạch tiền bối đưa tặng hình thể đặc biệt lớn thánh viên. Tiếp đó trái phải có riêng năm con tiểu hào thánh viên, chỉnh tề xếp đặt. Loại này xếp đặt phương pháp, quả thực là bắt buộc chứng người bệnh tin mừng. Cuối cùng kết thúc, Tống thư hàng nói khẽ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, con đường thí luyện cửa ra vào, một mảnh rộng lớn vô cùng thảo nguyên. Cái mảnh này thảo nguyên giống như ở vào bầu trời, bên trong, tại bốn phía có mây mù quấn quanh. Nơi đây lại là địa phương nào? Tống thư hàng nhíu mày nói. Cảm giác bên trên, nơi đây phảng phất có loại mùi vị quen thuộc. Đang khi nói chuyện, công nước xà mỹ nhân lặng yên hiện thân, mở rộng hai tay đem Tống Thư Hàng bảo hộ. Gặp nguy hiểm, Tống Thư Hàng hỏi. Xích tiêu kiếm thay thế công đức xà mỹ nhân trả lời, có sự cảm bất hảo, cảm giác có cái gì tại nhằm vào, dò ngó lấy chúng ta. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Lúc này, công đức Bạch Long đồng dạng đem Tô Thị A Thập Lục bao quanh bảo hộ. Tống Thư Hàng không khỏi vuốt vuốt mi tâm, A Thập Lục tại hôn mê trong lúc, còn không có tỉnh lại còn chưa tính vì cái gì vũ nhu tử vẫn là bất tỉnh tới đây đều hai ngày rồi à. a a thập lục lúc trước trên thân phóng điện uy lực cũng không tính quá lớn nhưng vũ nhu tử rồi lại một hơi hôn mê hai ngày nàng có như vậy mảnh mai sao bạch long tỷ tỷ ôn nhu nói ta đồng dạng cảm giác được có giòm mó cảm giác hạch tâm thế giới tống thư hàng đưa tay hướng trong hư không nhấn một cái như là đã rời đi con đường thí luyện cái kia hạch tâm thế giới có thể hay không mở ra? Nếu là có thể mở ra, hắn có thể dùng phân thân là không gian tọa độ trực tiếp chuyển rời về hiện thế. Vì duy trì tọa độ, hắn một mực không có giải tán phân thân của mình. Thế nhưng, hạch tâm thế giới như trước không có phản ứng, như trước ở vào bị che đậy trạng thái. Bảo vệ tính mạng át chủ bài vẫn không thể dùng. Tống Thư Hàng thở dài, hỏi, dò mó cảm giác đến từ chính nơi nào? Đang khi nói chuyện công đức xà mỹ nhân bạch long tỷ tỷ hầu như đồng thời xoay đầu lại ánh mắt tập trung trong hôn mê vũ nhu tử sau một khắc bạch long cuộn lên tô thị a thập lục phóng lên trời công đức xà mỹ nhân đồng dạng ôm lấy tống thư hàng liên tiếp lui về phía sau hai người liền giống như cảm ứng được cực độ nguy hiểm đồ vật cái loại này dòm ngó cảm giác nguồn gốc ở vũ nhu tử tôm hùm thần chiến xa bên trên nguyên bản hôn mê bất tỉnh vũ nhu tử chậm rãi mở to mắt. Đen kịt một mảnh con mắt, không có lòng trắng. Toàn bộ con mắt tất cả đều là màu đen. Đây không phải vũ nhu tử con mắt. Ngươi là ai? Mực bạo quân song đao xuất hiện ở tống thư hàng trong tay. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành tại hắn sau lưng như ẩn như hiện. Đây là tầng tầng phong ấn, phát hiện ở vào, ngũ phẩm, trạng thái, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Tống thư hàng vận sức chờ phát động ai ra nha, tống tiền bối ta là vũ nhu tử nha. Vũ nhu tử hì hì cười nói, tất cả đều là màu đen trong con mắt tràn đầy vẻ quỷ dị. Trở về thí luyện chi địa, tống thư hàng quyết đoán tại trong lòng, đối với tôm hùng thần chiến xa, ra lệnh. Quỷ dị này trạng thái vũ nhu tử, nếu như xuất hiện ở thí luyện chi địa, phía sau mới lựa chọn hiện thân, có lẽ mục tiêu của nàng liền là rời đi thí luyện chi địa. Vậy đưa nàng trở về thí luyện chi địa đi. Tôm hùng thần chiến xa, veo, một chút, không quay đầu, trực tiếp lui về hướng con đường thí luyện, cuồng lui mà đi. Rất thông minh lựa chọn, thế nhưng đã muộn, Vũ Nhu Tử ha ha cười một tiếng, nàng đưa tay tại thần hành chiến xa bên trên chúi xuống. Đầu ngón tay chúi xuống, liền phảng phất có ngàn vạn cân trọng lượng. Thần hành chiến xa đè sập đi xuống, bốn cái bánh xe hãm sâu đầy đất đáy. Nếu không có hắn bản chất là bát phẩm tài liệu, nói không chừng đã bị đè sập tống thư hàng tâm niệm vừa động đem thần hành chiến xa thu trở về ta thật vất vả theo con đường thí luyện bên trong giải thoát đi ra dựa vào cái gì còn muốn trở về vũ nhu tử duỗi lưng một cái tóc dài bay múa tống thư hàng trầm giọng nói người rút cuộc là người nào vũ nhu tử hiện tại ở đâu đến cuối là lúc nào vũ nhu tử bị đánh cháo rồi hả hoặc bị nhập vào thân vấn đề này hỏi thật hay Vũ Nhu Tử đem tóc dài hướng sau đầu hất lên. Nàng khí phách nói, y gạch dưới am gạch dưới thiên đế. Theo nàng cái này vừa nói một câu, trong thiên địa có một loại uy nghiêm cùng lực lượng gia trì tại trên người nàng, khiến người không cách nào nhìn thẳng nàng dung nhan. Cái loại này uy áp, giống như thực chất, làm cho người ta sự khó thở. Đây là lộn xộn cái gì tự giới thiệu phương pháp, xích tiêu kiếm nhịn không được nói. Tống Thư Hàng cười khổ, trọng yếu không phải giới thiệu phương pháp nàng là thiên đế. Diêu lấy tống thư hàng công đức xà mỹ nhân, hai tay có chút run rẩy bảo hộ lấy tô thị A thập lục bạch long tỷ tỷ, thần thái cũng có chút mất tự nhiên. Công đức xà mỹ nhân tiên tử, chính là năm đó, viễn cổ thiên đình bông hoa. Kim long thủy tổ, là viễn cổ thiên đình trường sinh giả, địa vị cùng, bắc phương đại đế, bằng nhau. Theo phản ứng của các nàng đến xem, trước mắt vũ nhu tử chỉ sợ thật là thiên đế, viễn cổ thiên đình đứng đầu. Thế nhưng, thiên đế tại sao sẽ tại con đường thí luyện bên trong viễn cổ thiên đình hủy diệt về sau nàng vì cái gì vẫn luôn không hiện thân chẳng lẽ nàng là bị phong ấn ở con đường thí luyện bên trong bạch long tỉ tỉ trầm mặc một lát sau lên tiếng nói thì ra là thế ta lúc trước theo tiểu cô nương này trên thân cảm ứng được thân thiết khí tức là ngươi nguyên nhân đó là tống đầu gỗ khí tức là nhược điểm của ngươi chỉ cần cảm ứng được tống đầu gỗ khí tức cho dù là trải qua tầng tầng che giấu phía sau khí tức ngươi cũng sẽ bản năng sinh ra hảo cảm do đó tê liệt ngươi giác quan cho ngươi không biết phát giác được khác thường sự thật chứng minh ta dùng đúng rồi phương pháp ta thuận lợi theo ngươi không coi vào đâu che giấu cho tới bây giờ vũ nhu tử thiên đế bản nhếch miệng lên bạch long tỷ tỷ thanh âm trầm thấp xuống đó là của ta nghịch lân nghịch lân là long thân bên trên cứng rắn nhất cũng là yếu ớt nhất địa phương vì vậy còn là nhược điểm Vũ Nhu Tử Thiên Đế bản hai tay thả lỏng phía sau, bình tĩnh nói. Bạch Long tỷ tỷ lại không phát biểu, chỉ là chăm chú thủ hộ lấy Tô Thị A thập lục. Người lúc nào phụ thân vào Vũ Nhu Tử trên thân, Tống Thư Hàng nắm chặt song đao. Viễn cổ thiên đình vẫn lạc, thiên đế, đạo, bị hủy, đế châu vừa gặp bên trên hắn liền sẽ vỡ nát, thiên đế trạng thái có vấn đề. Nếu quả thật muốn thả tay đánh cược một lần, có lẽ hắn có cơ hội. Ha 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 ha, theo các người một bước vào thí luyện chi địa lên. Vũ Nhu Tử Thiên Đế bản nói khẽ. Tống Thư Hàng. Vũ Nhu Tử Thiên Đế bản lại nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng, người không hổ là có đại khí vận tồn tại, lần này có thể theo thí luyện chi địa đi ra, may mắn mà có có người ở. Qua nhiều năm như vậy, vô số tu luyện giả tiến nhập thí luyện chi địa nhưng không ai có thể thành công đem ta theo thí luyện chi địa mang đi ra. Duy nhất người cùng người cái kia chiếc đặc thù chiến xa, thành công đem ta theo thí luyện chi địa bên trong mang ra. Quả nhiên, thiên đế không phải là không muốn hiện thân, mà là bị khốn ở con đường thí luyện không cách nào đi ra ngoài. Cái kia tiền bối, người lúc nào theo vũ nhu tử trên thân đi ra ngoài. Tống Thư Hàng nói, như là đã thuận lợi theo thí luyện chi địa đi ra, lại nhập vào thân tại vũ nhu tử trên thân, đã không cần đi. Ừ, để cho ta ngẫm lại, chỉ sợ, còn cần qua một đoạn thời gian, Vũ Nhu Tử Thiên Đế bản ngón trỏ chỉ vào cằm của mình, chớp chớp đen kịt con mắt. Phải bao lâu, Tống Thư Hàng nói. Nếu như người thật muốn hỏi thời gian lời nói, như vậy ta cho người biết. Ta cũng cần chính là, một, bối phận, A à, Vũ Nhu Tử Thiên Đế bản dùng ngọt ngào thanh âm trả lời. Tống Thư Hàng. Năm đó viễn cổ thiên đình bị người giết chết, quả nhiên không phải ngoài ý muốn sự tình. Thiên Đế là loại tính cách này, viễn cổ thiên đình sớm muộn dược hoàn, coi như là không có cửu u chúa tể xuất thủ, cũng nhất định sẽ có thế lực khác vây giết thiên đình. Lúc này, xích tiêu kiếm lên tiếng nói thiên đế tiền bối, người một đại nam nhân phụ thân vào tiểu cô nương trong thân thể, có ý tứ sao? Ồ, ai nói với người ta là đại nam nhân à? Vũ nhu tử thiên đế bản hì hì cười một tiếng, chỉ mình nói, từ đầu đến cuối, thiên đế nhân vật này, chính là ta. Mà ta, dùng nhân loại giới tính tới đây định nghĩa lời nói, là nữ tính không thể tin được, còn là cảm giác, thiên đế, loại nhân vật này nhất định là nam. Trọng nam khinh nữ loại tư tưởng này, rất nguy hiểm. Sẽ chết người đó nha. Xích tiêu kiếm. Yên tâm đi, thiếu niên bá tống, chờ ta đúc lại thiên đình về sau, ta sẽ cho ngươi trở thành ta hậu cung một thành viên. Cả đời này, ta không biết phụ lòng ngươi, đây là ta cho lời hứa của ngươi. Vũ nhu tử thiên đế bản lại đối với tống thư hàng nói. Nàng tại kéo dài thời gian, Lúc này, Tống Thư Hàng trong lòng có một thanh âm thúc giục nói. Là trình lâm tiên tử thanh âm. Nói cái gì tùy thời đều biến mất, quả nhiên đều là lừa gạt quỷ. Nàng hoàn toàn là lấy một loại huyền diệu trạng thái, cùng Diệp Tư xen lẫn. Đem nàng chơi đùa trở về thí luyện chi địa, trình lâm tiên tử tiếp tục nói. chương 1389, đồ ngốc, ta chính là người A. Nàng bây giờ còn ở vào cực độ suy yếu trạng thái, đừng để bên ngoài khí thế của nàng dọa sợ theo đột đi tống thư hàng trình lâm tại tống thư hàng trong lòng nói trình lâm là phá hủy thiên đình thủ phạm một trong nàng biết rõ rất nhiều viễn cổ thiên đình đại lão cũng không biết bí văn quan trọng nhất là nàng cùng thiên đế đúng là đối đầu thiên đế bây giờ còn không có phát giác được núp ở tống thư hàng trong cơ thể trình lâm nếu không nàng khẳng định cái thứ nhất đánh chết tống thư hàng tương đối phiền toái là nàng chiếm cứ lấy vũ nhu tử thân thể Tống Thư Hàng nói, hơn nữa, ta cũng không nhất định có thể triển qua nàng, dù thế nào suy yếu, nàng còn là thiên đế. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng hắn trên tay động tác cũng không chậm. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, 33 kiện moi ra hiện tại hắn sau lưng. Giã chư phách giả tràng rác phía trước, tôm hùng thần chiến xa lần nữa hiện thân với hắn dưới chân. Chuẩn bị sẵn sàng. Trước cho nàng bên trên mang thai bắp, để nàng nếm thử nho ra thánh nhân đáng sợ cùng quỷ xúc. Nàng chỉ là phụ thân vào Vũ Nhu tử trên thân, nhục thân còn là tứ phẩm, miễn dịch không được nhìn là mang thai. Tiếp đó heo đột nàng, đánh bay nàng, không cần do dự, người muốn biết rõ, nếu muốn cứu Vũ Nhu tử, chỉ có đem Thiên đế đụng trở về, thí luyện chi địa, một cái lựa chọn. Trình Lâm không ngừng cho Tống thư hàng cổ vũ. Trình Lâm nói chuyện thời điểm, Tống thư hàng đã khống chế được, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, hướng Vũ Nhu tử Thiên đế bản triển tới. Trình Lâm tiên tử giảng rất đúng muốn cứu vũ nhu tử, chỉ có đem thiên đế đụng trở về thí luyện chi địa. Thời điểm này, tuyệt đối không thể có mảy may do dự. Oanh long long, giã chư phách giả tràng giác, hướng thiên đế bản vũ nhu tử hung mãnh đánh tới. Tôm hùng thần chiến xa ở phía sau, to lớn thánh thành thứ ba. Ba người hợp thành một đường, heo đột tiến mạnh, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, đột kích. Tại tống thư hàng sau lưng, 11 đầu viễn cổ thánh viên mở ra nho ra kinh văn, thay thế chủ nhân hô lớn, 666 tăng cường chủ nhân khí thế. Người cái này bạo tính khí, ta thích, ta liền quyết định rồi, Ngày đó thiên cung đúc lại, làm phong ngươi là Bá phi. Vũ Nhu tử vươn tay ra, trắng nõn bàn tay nhẹ nhàng linh hoạt ngăn trở dã chưa đụng sừng. Uy mãnh dã chưa đụng sừng nhưng không cách nào lại để cho Vũ Nhu tử, thiên đế bản xê dịch nửa bước. Bá phi là cái gì quỷ tên, danh tự nghe làm cho người ta nhịn không được run còn không có chấm dứt, Tống Thư Hàng nghiến răng, đem hắn thánh ấn tế ra, chuẩn bị một hơi giải phóng, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành bên trên phong ấn. Đến lúc đó, nguyên bộ bát phẩm cấp thánh thành va chạm xuống dưới, ít nhất cũng có thể lại để cho thiên đế di chuyển một chút đi. Đừng có nằm mộng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, người cho rằng chấm chưa từng gặp qua. Thiên đế mỉm cười, nàng đưa tay trước người liên tục huy động. Từng cái một huy nghiêm phù văn tại trước mặt nàng hiện ra đây là thiên đế sáng tạo độc đáo, đế văn cẩn thận. Bạch Long tỉ tỉ thanh âm tại tống thư hàng trước mặt vang lên. Vô luận là cái gì văn, thánh thành va chạm bắt đầu về sau, căn bản là hãm không được xe. Tống thư hàng bi tráng lại phóng khoáng nói. Hắn cũng có thể nhìn ra cái này, đế văn, cao đoan, ẩn chứa trong đó lấy pháp tắc cấp lực lượng. Liền cùng nho ra thánh nhân xuất thủ thời điểm viết, nho văn, là cùng một đẳng cấp lực lượng nhưng vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành khởi xướng công kích về sau cũng không mang phanh lại công năng thiên đế cười tủm tỉm nhìn qua tống thư hàng hai tay thả lỏng phía sau cái loại này chấn áp cả đời cao thủ đứng đầu khí chất phát ra đây là cường giả tự tin cường giả khí chất oanh tôm hùng thần chiến xa đâm vào đế văn tạo thành phòng ngự lên thần hành chiến xa phía trước hà long thiếu chút nữa tán loạn mà đế văn biến thành phòng ngự không chút sứt mẻ tống thư hàng ngược một khó chịu va chạm phản hồi tới lực lượng thiếu chút nữa lại để cho thân thể của hắn mệt dã rời tại hắn sau lưng vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành bản thể bắt đầu giải trừ phong ấn lục phẩm phong ấn cởi bỏ thất phẩm phong ấn bắt đầu giải trừ tống thư hàng trong cơ thể linh lực nhanh chóng tiêu hao thiên đế hai tay thả lỏng phía sau dù cho ngươi giải trừ phong ấn cũng không dùng a à, trong hư không đột nhiên có một vật chui ra, mãnh liệt đâm vào thiên đế trên thân. Không hề phòng ngự, cái kia một vật xuất hiện lúc lặng yên không phát ra hơi thở, không có không gian chấn động, liền giống như hắn ban đầu là ở chỗ đó. Thiên đế bị cái kia một vật đụng vào về sau, không ngừng rút lui. Cái gì, thiên đế con người đen nhánh bên trong lập lè, nàng đầu ngón tay vừa đỡ, bắt được vật thể kia, thật vất vả đem hắn ngừng. Ha ha ha, thấy ngu chưa? Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, giết gạch dưới y gạch dưới xe đẩy đột kích. Ha ha, thiên đế dùng sức đem trong tay xe đẩy hướng bên cạnh hất lên, thùng xe bên trong bảo vật rơi đầy đất. Đây chính là Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử cùng Bạch Tiền Bối phân thân tại, thiên đạo phòng tối, bên trong thời điểm thu hoạch. Bạch Tiền Bối phân thân tại hai ngày trước, dùng duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối không không 001 bản, đem tống thư hàng ba người cộng cái gì cũng có thể bán đại lão đưa ra phòng tối về sau, lại dùng một chuôi phi kiếm đem xe đẩy cũng đưa ra ngoài. Chẳng qua chẳng biết tại sao, cái này chiếc xe đẩy tại, không gian thông đạo, bên trong trì hoãn, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Bởi vì cái này chiếc xe đẩy bên trên tài vật là trở về, tô thị A thập lục, vũ nhu tử tất cả. Vì vậy, bạch tiền bối phân thân đưa cái này chiếc máy kéo đi ra ngoài thời điểm, đã tập trung vào vũ nhu tử cùng A thập lục, coi bọn nàng là tọa độ cuối cùng xe đẩy đột nhiên thoát ra kết quả đâm vào vũ nhu tử trên thân tai nạn cử quy nhất tộc vượt thời y không dạo bước năng lực chân thật quỷ dị liền thiên đế cũng không cách nào cảm ứng được vượt thời y không dạo bước xuất hiện thời cơ nhân không phải không thừa nhận cái này xe đẩy xuất hiện thời cơ rất quỷ dị thế nhưng như trước không có đạt hiệu quả thiên đế bình tĩnh nói đang khi nói chuyện Nàng tản bộ rời đi vị trí của mình. Lúc trước nàng vị trí, cùng thí luyện chi địa hiện lên thẳng tắp hình dáng, chỉ cần một lần va chạm có thể đem nàng đụng trở về thí luyện chi lộ. Mà bị xe đẩy đột kích, đụng phải một lần về sau, nàng không dám còn như vậy nâng lớn hơn. Dù sao nàng còn không có khôi phục là vô địch yên đế. Vì vậy, nàng đổi cái vị trí, sợ bị thẳng tắp đụng trở về thí luyện chi địa. Nhìn là mang thai, lúc này Tống Thư Hàng mắt trái sáng lên. Hắn không có mượn dùng, nho ra thánh nhân chi nhãn bởi vì tại nhập mộng, tạo hóa tiên tử, trong trí nhớ, hắn đã theo nho ra thánh nhân cái kia đã nhận được, nhìn là mang thai, chân truyền. Một đạo quỷ dị ánh sáng bắn ra. Nho ra thánh nhân mang thai mắt, người biết đồ vật ngược lại thật nhiều, thiên đế cười ha hà nói. Nhìn là mang thai bắn chúng, đế văn, về sau, căn bản không cách nào thẩm thấu quỷ dị hào quang rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ta khuyên người thu tay lại đi, phía sau người pháp khí phòng ấn lại cởi xuống đi, người biết bị rút khô linh lực mà chết. Thiên đế lại bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng đột nhiên tan biến tại tại chỗ. Không có không gian chấn động, thì cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế nhân mày lại, nàng mở rộng thần trí của mình, bốn phía tìm tòi. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng trống rỗng xuất hiện tại nàng ngay phía trước. Tôm hùng thần chiến xa đã bị hao tổn, vì vậy lúc này Tống Thư Hàng mặc nguyên bộ khôi giáp, dựa vào nhục thân dùng sức vào tới thiên đế. Dưới chân của hắn, đạp một chuôi công đức phi hành. Đây là hắn là, bạch tiền bối, theo bạch tiền bối cái kia lấy duy nhất một lần phi kiếm. Hắn thuyên chuyển chuôi này duy nhất một lần phi kiếm uy lực, đã tiến hành cự ly ngắn, vượt thời y không dạo bước bỏ qua, đế văn phòng ngửa tầng xuất hiện ở thiên đế trước mặt có ý tứ dạng này chiêu số người còn có thể sử dụng a thiên đế không có tránh né nàng ngược lại mở ra hai tay ôm tống thư hàng tống thư hàng đâm vào vũ nhu tử thiên đế bản trong ngực đầu cảm giác mình đâm vào thiết trụ bên trên lực phản chấn lại để cho hắn thổ huyết sau lưng vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành đồng dạng hung hăng đánh tới thánh thành lúc này cởi bỏ thất phẩm phong ấn không có tiểu hào vân tước tử năng lượng nghiệp trợ tống thư Hàng không dám lại bỏ niêm phong xuống dưới lại bỏ niêm phong xuống dưới hắn thật sẽ bị ép khô oanh vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành nện xuống ném ra sâu không thấy đáy hố bụi mù tràn ngập xa xa bạch long tỉ tỉ cuộn tô thị a thập lục nhìn chằm chằm vào thánh thành rơi đập vị trí một lát sau vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành tiêu tán không gặp đây là tống thư hàng năng lượng tiêu hao hầu như không còn, thánh thành giải thể trở về tống thư hàng trong cơ thể. Hố bên trong, vũ nhu tử, thiên đế bản, nhẹ nhàng ôm trạng thái hôn mê tống thư hàng. Buông hắn xuống, bạch long thanh âm vang lên. Người ở mệnh lệnh chấm, vũ nhu tử thiên đế bản ngẩng đầu lên, con người đen nhánh bình tĩnh nhìn chầm chầm vào bạch long. Bạch Long đồng dạng nhìn chầm chầm vào thiên đế, thân hình của nó bành trướng. Ngươi rất quan tâm hắn, nhưng hắn không phải tống đầu gỗ, thiên đế bình tĩnh nói. Bạch Long không có phát ra tiếng, hắn trắng noãn trên thân thể ẩn ẩn có kim sắc sáng bóng hiển hiện. Được rồi, nếu như ngươi muốn ta buông hắn xuống, vậy ngươi cần phải tiếp tốt rồi. Thiên đế chậm rãi buông tay. Tại nàng buông tay trong nháy mắt, tống thư hàng dưới thân xuất hiện một cái cửa không gian, trực tiếp đưa hắn thôn phệ. Nếu như ngươi không cách nào tiếp được hắn mà nói, cũng đừng trách ta. Thiên đế mỉm cười nói. Bạch Long cuộn lên Tô Thị A thập lục, thân hình lập lè, theo sát tống thư hàng đuổi vào cánh cửa không gian bên trong. Người lại thêm một cái nhược điểm đây, Kim Long đạo hiếu. Thiên đế hài lòng đóng cánh cửa không gian. Là lúc rời đi, thiên đế duỗi lưng một cái, đưa tay mở ra cánh cửa không gian, chuẩn bị rời đi. Nhưng ở nàng mở ra cánh cửa không gian thời điểm, trong hư không có một cái to lớn thanh âm vang lên. Thiên địa có chính khí, hỗn tạp nhưng phú lưu hình. Đồng thời, một cái ánh vàng rực rỡ đại thủ theo trong không gian nặn ra. Phía dưới là sông nhạc, bên trên là mặt trời. Lại một đầu ánh vàng rực rỡ đại thủ xuất hiện. Với người viết cuồn cuộn, tràn đầy ư nhét thương minh. Cái này xong kim sắc đại thủ đột nhiên bắt lấy vũ nhu tử, thiên đế bản, bả vai. Hoàng lộ làm thanh di, ngậm cùng nôn minh đình. Một vị thân cao 3 mét tráng hán theo trong không gian ép ra ngoài hắn cũng không phải thông qua cánh cửa không gian đi ra, mà là cứng rắn lấy bạo lực phương thức, theo trong không gian nặn ra. Trong hư không đều lưu lại một chương rõ ràng mặt người thác ấn. Nếu như bạo lực đối đãi không gian, không gian nếu có linh, đã sớm khóc thành nước mắt người. Vị này thân cao 3 mét trắng hán, đang mặc nho sam, trên đầu bao lấy nho khăn. Ngươi là người phương nào? Vũ nhu tử, thiên đế bản, nhíu mày, nàng ý đồ dẫy ruộng, nhưng không cách nào tránh ra trên bờ vai đại thủ. Người quên ta sao, thật sự là dễ quên đây, thái tổ thiên đế, kim sắc nho sinh cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Trình, lâm, thiên đế theo trong cái răng nặn ra hai chữ. Sai vậy, sai cũng ta không phải trình lâm, kim sắc nho sinh nhìn thật sâu thiên đế, nói, đồ ngốc, ta chính là người A. Thiên đế, chương 1390, bởi vì Tống Nhị nghe rất ngu làm cho người hít thở không thông càng làm người thông minh tắt thao tác người cho ta ngu ngốc sao thiên đế nói làm như ta là hầu tử dễ bị lừa gạt kim sắc nho sinh mỉm cười nói ta biết rõ ngươi nhất định là không tin nhưng cái này là hiện thực tàn khốc ta chính là ngươi ngươi chính là ta chúng ta là nhất thể thiên đế ta có chứng nhận cầm tới đây lại để cho ngươi nhìn bọn ta vốn là nhất thể chứng cứ kim sắc nho sinh nói dứt lời hắn một tay duỗi ra bày ra niêm hoa tư thế đế châu hiện kim sắc nho sinh trầm giọng nói sau một khắc một mai tên là đế châu đồ vật xuất hiện ở hắn ngón giữa lấp lánh tỏa sáng để lộ ra cường đại sinh mệnh lực khí tức đế tại châu tại đế chết châu vong kim sắc nho sinh uy nghiêm nói ta tại châu tại ta mất mạng châu vong đế châu là viễn cổ thiên đình đứng đầu thiên đế biểu tượng chỉ có thiên đế dựa vào cái kia đặc thù đạo có thể ngưng tụ ra tới đây bảo vật. Chỉ cần đế châu còn tại thế, liền đại biểu cho thiên đế còn đang ở, còn sống. Dù là, viễn cổ thiên đình, hủy diệt, thiên đế như trước sẽ có một ngày ngóc đầu trở lại, đúc lại thiên cung. Chư thiên vạn giới bên trong, hôm nay còn còn sót lại lấy không ít viễn cổ thiên đình người sống sót, bọn hắn còn đang đợi thiên đế quay về, viễn cổ thiên đình xây dựng lại. Hiện tại, lịch sử đã sốc lên chương mới tại viễn cổ thiên đình tan vỡ sau đó nhiều năm như vậy, ta và ngươi rốt cuộc gặp nhau. Hôm nay, chúng ta là lúc hợp hai làm một, hướng chư thiên vạn giới tuyên cáo, thiên đế quay về hướng tất cả viễn cổ thiên đình thành viên tuyên cáo, viễn cổ thiên đình muốn xây dựng lại sự tình. Kim sắc nho sinh một tay cầm lấy thiên đế bả vai, tay kia nắm tay, rõng rạc nói. Ngươi nghĩ dung hợp ta, thiên đế nói. Không phải dung hợp ngươi, mà là chúng ta hợp hai làm một bởi vì chúng ta vốn chính là nhất thể kim sắc nho sinh nói suốt lời hắn mở ra hai tay phóng khai tâm thần ngươi liền sẽ cảm giác được giữa ngươi và ta có lẫn nhau hấp dẫn thuộc tính bởi vì chúng ta đều là mảnh vỡ hôm nay cuối cùng đem hợp nhất suốt lời kim sắc nho sinh cùng thiên đế trên thân hiện lên một loại đồng cảm lực lượng cả hai lại thật có cùng nguồn gốc nói đùa gì vậy thiên đế trên người có mấy trăm quả đế văn hiển hiện, hiện đế văn như đao, cứng rắn chặt đứt loại này đồng cảm. Sách, thật sự là phiền toái, ta biết ngay không có nhẹ nhàng như vậy. Kim sắc nho sinh lầm bẩm nói. Thiên đế trầm giọng nói, người rút cuộc là người nào? Ta là người nào? Vấn đề này ngươi hỏi thật hay. Kim sắc nho sinh hai tay bắt lấy thiên đế bả vai, phòng ngừa nàng chạy trốn. Tiếp đó, hắn tại thiên đế bên tai nói khẽ ta chỉ cho ngươi biết một người, ngươi không muốn báo tố tạm biệt ta, kỳ thật ta là tống nhất, tống tìm đường chết. Thiên đế nhíu mày nhìn chằm chằm vào kim sắc nho sinh. nàng hoài nghi tới trước mắt cái này kim sắc nho sinh thân phận, trong đầu nghĩ tới rất nhiều hoài nghi đối tượng. nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái kia tại viễn cổ thiên đình tìm đường chết tống đầu gỗ. thật cao hứng, thiên đế người còn nhớ kỹ ta. xem ra phục sinh về sau, ngài trí nhớ cũng không có mất đi quá nhiều. kim sắc nho sinh tống đầu gỗ mỉm cười nói, thiên đế cao mày cẩn thận hồi tưởng lời nói nàng thực sự đã mất đi rất nhiều trí nhớ trong đó có chút trí nhớ tựa hồ rất trọng yếu người muốn làm gì hoặc là nói người muốn từ trên người ta được cái gì thiên đế nhìn chầm chằm vào trước mắt kim sắc nho sinh ta đã nói rồi ta cùng với người hợp hai làm một kim sắc nho sinh bình tĩnh nói người cũng muốn trở thành chấm hậu cung sao thiên đế đột nhiên nhõng nhẽo cười quá ngây thơ rồi thiên đế a à hôm nay liền từ ta vì ngươi mở ra tân thế giới đại môn đi. Kim sắc nho sinh nói. Xuất lời, hắn đưa tay thả thiên đế bả vai. Thiên đế liên tiếp lui về phía sau, cùng kim sắc nho sinh kéo ra khoảng cách. Chẳng qua, làm nàng rời khỏi 10 mét trái phải lúc, cảm giác đánh lên một tầng vô hình bức tường ngăn cản. Tránh né là vô dụng, tại ta hiện thân lúc, chung quanh đã bày ra phong tỏa đại trận, đó là một cái chuyên môn nhằm vào ngươi trận pháp. Kế tiếp, nhìn thủ đoạn của ta đi kim sắc nho sinh đưa tay hai tay ở trước ngực bày ra một cái tấm lòng yêu mến thủ thế yêu thương ngươi a à, thiên đế thiên đế hắn vừa rồi theo bản năng tụ họp lên đế văn phòng ngựa kết quả cái gì cũng không có phát sinh tống tìm đường chết tại viễn cổ thiên đình hủy diệt phía sau trong những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì trí nhớ của nàng có tổn hại tựa hồ quên mất rất nhiều sự tình luôn cảm giác trước mắt ra hỏa này suy nghĩ càng ngày càng không dùng được. Sau một lúc lâu, kim sắc nho sinh như trước duy trì lấy cái kia, tấm lòng yêu mến, tư thế, ồ, không có phản ứng. Thiên đế, người ngược lại là nghĩ chấm có phản ứng gì. Ngại ngùng, vừa rồi tín hiệu không tốt, dù sao ta hôm nay, tồn tại ở thế gian, trạng thái rất đặc thù. Có đôi khi cưỡng ép tiến nhập, hiện thế, lúc, tín hiệu có thể so với so sánh bạc nhược yếu kém. Kim sắc nho sinh nói, dứt lời, hắn lại đem tấm lòng yêu mến thủ thế chuyển qua ngược trái mình miệng, yêu thương ngươi a à, thiên đế lúc này đây thiên đế trên thân sinh ra phản ứng tim đập của nàng bắt đầu gia tăng tốc độ thân thể không ngừng cùng kim sắc nho sinh thân thể sinh ra đồng cảm lần này liền đế văn đều không thể ngăn cách song phương ở giữa cộng trấn kim sắc nho sinh đi nhanh hướng thiên đế tới gần hắn đưa tay đặt tại đế văn bên trên đế văn phảng phất như là thuận theo cửu non nhu thuận rời đến một bên không có ngăn cản kim sắc nho sinh thiên đế hai mắt mê ly ý thức bắt đầu hoảng hốt ta nói rồi chúng ta là nhất thể kim sắc nho sinh ha ha cười nói ngươi đối với ta làm cái gì thiên đế hô hấp dồn dập viễn cổ thiên đình trước khi vẫn lạc ta cùng thiên đế hợp thể không có sai liền là phục sinh phía trước ngươi kim sắc nho sinh mỉm cười chỉ bằng ngươi thiên đế trầm giọng nói rất không dám tin đúng không, nhưng cái này là sự thật, ta một mực tại đang chờ ngươi phục sinh thể, xuất hiện, chỉ cần lại cùng ngươi hợp thể, chúng ta mới thật sự là nguyên vẹn thể. Thiên đế, tống nhất đều là quá khứ kiểu, Kim Sắc Nho Sinh vẫy tay. Theo, Vũ Nhu tử, trong cơ thể có một đạo thân ảnh bị cưỡng chế triệu hoán đi ra. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là Quỷ Thần Tống Tam. Kim Sắc Nho Sinh cười nói. Tại sao là Tống Tam? trước mắt vũ nhu tử mơ mơ màng màng ở giữa, lên tiếng hỏi. Thiên đế nhập vào thân ý thức theo trên người nàng chóc bong, ý thức của nàng dần dần khôi phục. Đang khôi phục lúc, nghe được quỷ thần Tống Tam cái tên này. Vậy là, nàng theo bản năng hỏi thăm. Bởi vì Tống Nhị nghe rất ngu, kim sắc nho sinh trả lời. Hắn đưa tay tại vũ nhu tử mi tâm nhẹ nhàng một chút, vũ nhu tử nhắm mắt lại, một lần nữa lâm vào ngủ say trạng thái. Theo thiên đế, Bị dung hợp ở thể nội, kim sắc nho sinh hình thể lại phồng lớn lên một đoạn, hóa thành 4 mét cao trạng thái. Mùng 4 tháng 10, quả nhiên là ngày may mắn của ta. Kế hoạch thành công, kế tiếp là một bước cuối cùng. Kim sắc nho sinh nói khẽ. Hắn đưa tay vung lên, sau lưng xuất hiện một mảnh màu vàng đỏ không gian. Cái kia phiến không gian kéo dài ra, sâu không thấy đáy, giống như cái tân thế giới đại môn bị mở ra. Trong cửa lớn có mấy vạn kim giáp chiến sĩ xếp đặt thành trận. Những thứ này kim giáp tướng sĩ không nói được lời nào, bọn hắn khí thế trên người ngưng tụ thành một cỗ, thiên địa đều chịu động dung. Kim giáp chiến sĩ ngay phía trước, có bảy vị khí thức mạnh mẽ vô cùng tồn tại song song mà đứng. Cái này bảy vị đầu có quang luân hiển hiện, bao phủ bọn họ khuôn mặt. Bảy tôn trường sinh giả đại năng. Bên trái nhất là Bắc Phương Đại Đế. Bắc Phương Đại Đế vẫn như cũ, hắn không cười lúc, thoạt nhìn đặc biệt lãnh khốc. khóc giống như băng, vô cùng xoái. Theo thứ tự gạt ra vị thứ ba, thì là Tây Phương Đại Đế, hắn người mặc màu đỏ thắm vương bào, ống tay áo giống như cất giấu hai đợt mặt trời mới mọc. Tây Phương Đại Đế tiến lên một bước, bệ hạ, thành công. Thành công, kim sắc nho sinh mỉm cười, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đêm, nàng, cho đợi đi ra. Thời gian có hạn, chúng ta tiến nhập cuối cùng trình tự. Chuẩn bị xong, ta muốn đem các ngươi, đạo, bổ sung xong. Ngoại trừ Bắc Phương Đại Đế bên ngoài, còn lại sáu vị trường sinh giả tất cả đều tiến lên một bước, chờ kim sắc nho sinh động thân. Ta vì mọi người hộ pháp, Bắc Phương Đại Đế nói khẽ. Hắn là tồn tại đặc thù. Mượn lúc trước tống thư hàng kích hoạt, phục sinh trận hôm nay hiện thế bên trong đã có một cái Bắc Phương Đại Đế. Hắn đã thoát khỏi thiên đế, đạo. Kim sắc nho sinh lấy tay chỉ là bút, tại trong hư không nhanh chóng vẽ lên từng viên, đế văn. Vô luận là đế châu còn là đế văn, hắn đều hoàn mỹ nắm giữ. Cái này quyển sách đế văn rất dài, chừng gần hơn vạn miếng phủ văn kết thành. Kim sắc nho sinh viết hoàn tất thời điểm, trên thân kim sắc ảm đạm rồi rất nhiều, tiêu hao thật lớn. Ký tên đi, kim sắc nho sinh nói. Vị thứ hai thần bí trường sinh giả tiến lên đây, hắn xòe bàn tay ra, trên cổ tay buộc lên hai cái hoàng kim dây xích hắn tiến lên một bước về sau, tại đế văn khế hẹn phía dưới, ký vào đạo hiệu của mình câu hồn đại đế. Tiếp theo là Tây Phương đại đế tiến lên, theo trong cửa tay áo rỗi ra bản thân thiêu đốt cánh tay, trên thẻ che Tây Phương đại đế ký tự. Khi bọn hắn ký chữ ký trong nháy mắt, hai vị trường sinh giả sau lưng minh nguyệt biến càng thêm viên mãn. phảng phất như là trên người bọn họ chỗ thiếu hụt, bị bổ sung. Bọn họ, đảo, biến không sức mẻ. Kế Tây Phương Đại Đế về sau, Vị thứ tư trường sinh giả hít sâu một hơi, tiến lên một bước, theo vương bào bên trong duỗi ra ngón tay của mình. Ngày hôm nay chúng ta đợi đã quá lâu, cũng không tính quá lâu. Đối với trường sinh giả mà nói, điểm ấy thời gian tính là cái gì? Kim sắc nho sinh mỉm cười, nhanh ký tên, tiếp đó bán mình cho ta đi. Nghĩ tới ta bán mình, ngươi còn là trước bỏ tốt người tuyến tình cảm của chính mình đi. Vị thứ tư trường sinh giả tại khế ước thượng thiêm phía dưới đạo hiệu của mình bàn đào quả chân nhân làm đạo hiệu ký về sau, vị thứ tư trường sinh giả sau lưng trăng tròn biến viên mãn. Chờ ngươi lúc nào xử lý xong, sở các chủ kim long tỷ tỷ, trình lâm tiên tử, còn có tạp nham bạch cốt muội muội A, à, một đám các loại tình cảm về sau, lại cùng ta tâm sự bán mình sự tình đi. Vị thứ tư trường sinh giả lên tiếng nói. Thanh âm trầm thấp dịu dàng, đây là vị trường sinh giả tiên tử. Kim sắc nho sinh. Ha ha, bàn đào quả chân nhân ký còn chữ về sau, lui đi xuống vị thứ năm trường sinh giả tiến lên, rỗi ra ngón tay của mình, chuẩn bị ký tên. Làm vị thứ năm thần bí trường sinh giả bắt đầu viết đạo hiệu lúc, theo kim sắc nho sinh trong thân thể truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm. Thời gian chi đạo, ta là đế, quang luân nghịch chuyển. Sau một khắc, kim sắc nho sinh bên người không gian bắt đầu bắt đầu vặn vẹo. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 106.